Y đạo quan đồ, trương nhất châm. chương 541, thầy tốt bạn hiền một Hạ bá đạt nao nao, ông lập tức ý thức được những lời này của từ quang nhiên là có chuẩn bị trước rồi. Ngày hôm nay là ngày chấp pháp cưỡng chế, lẽ nào công trường trung tâm thể dục mới xảy ra chuyện? Hạ bá đạt vẫn cho rằng những tòa nhà trái phép trong trung tâm thể dục mới không phải là chuyện lớn gì cả. Ông không dự định đem chuyện này nói ra trong hội nghị thường ủy, nhưng mà nếu từ quang nhiên đã muốn nghe thì ông phải nói rõ một chút hạ bá đạt mỉm cười nói bí thư từ tôi đang muốn nói về chuyện này đây trên quan trường ai cũng chú ý đến thật thật giả giả cả những lời này của hạ bá đạt đã lộ ra vẻ dối trá rồi nếu như từ quang nhiên không đề cập đến chuyện này thì ông cũng sẽ không chủ động nói ra trong hội nghị thường ủy đâu về điểm này trong lòng ông và từ quang nhiên đều biết rõ như nhau cả từ quang nhiên cười thản nhiên ý bảo hạ bá đạt cứ tiếp tục nói làm một bí thư thị ủy, ông cần phải biểu hiện ra vẻ rộng lượng của một bậc bề trên trước mặt của các thường ủy, con người của Từ Quang Nhiên bình thường vẫn hay biểu hiện khiêm tốn. Hạ Bá Đạt nói, căn cứ theo sự phản ánh của các cơ quan tương ngành, đất dùng cho quy hoạch trung tâm thể dục mới bị chiếm dụng phi pháp, có người không để ý đến chính sách quy hoạch của chính phủ, tự mình xây nhà, dựng nên những kiến trúc trái phép, tôi đã đến hiện trường thị sát, phát hiện ra tình huống của những kiến trúc trái phép này cực kỳ nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến việc xây dựng bình thường của trung tâm thể dục mới. Tất cả mọi người đều biết, trung tâm thể dục mới là công trình trọng điểm của thành phố chúng ta. Sang năm sẽ tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh, khu vực đó sẽ nhận được một sự quan tâm của toàn bộ nhân dân trong tỉnh mà trước nay chưa từng có. Mọi người thử nghĩ một chút đi, nếu như Đại hội tỉnh được khai mạc, trên màn hình TV của hàng ngàn hàng vạn hộ gia đình xuất hiện hình ảnh của những kiến trúc trái phép này, thì sẽ tạo thành ảnh hưởng thế nào đến mặt mũi của Nam Tích chúng ta? Hạ Bá Đạt nói đến đây, rồi cố ý dừng lại một chút, ông muốn cho các thường ủy ở đây thời gian để tiêu hóa nội dung của những lời mình vừa nói. Bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên nói, đường Thương Tây cũng thuộc về phạm vi quy hoạch của trung tâm thể dục mới sao? Sao tôi lại không biết? Hạ Bá Đạt bị những lời này của Từ Quang Nhiên làm cho không hiểu được, chỉnh đốn kiến trúc trái phép trong trung tâm thể dục mới thì có liên quan gì đến đường Thương Tây? Lẽ nào, ông đột nhiên có một dự cảm không tốt. Trương Dương cũng không phải là người có thể suy nghĩ theo lẽ thường được, thằng nhãi này 10 phần là đã lợi dụng tên tuổi của ông để làm chuyện sằng bậy rồi. Audio điện tử võ tấn bền Từ Quang Nhiên nói, dỡ bỏ kiến trúc trái phép, chỉnh đốn bộ mặt của thành phố là một chuyện tốt, tôi cũng tán thành hai tay, nhưng mà tôi mong rằng trong lúc mọi người làm việc, cần phải suy nghĩ đến cảm thụ của dân chúng, cần phải suy nghĩ được phương pháp khiến cho dân chúng vui vẻ tiếp thu, làm cho mọi người hiểu được cưỡng chế dỡ bỏ là lựa chọn trong tình huống bất đắc dĩ, không thể lợi dụng phương thức này để diễn võ dương oai. Từ quang nhiên nói đến đây, trên mặt không hề có một chút ý cười nào cả, ông đứng lên nói, trong nhiệm kỳ của tôi, tôi không hy vọng có một người dân nào chịu ủy khuất, cũng không hy vọng xuất hiện chuyện nào không công bằng, tuy rằng rất khó làm được, nhưng M2A tôi sẽ nỗ lực cố gắng. Nói xong ông liền rời khỏi phòng họp, thậm chí còn không nói là tan họp nữa tất cả thường ủy đều nhìn ra là bí thư từ đang nổi nóng, mà đối tượng tức giận của ông ta chính là hạ bá đạt, chỉ là đa số người không biết vì sao bí thư từ lại nổi giận, thị trường hạ rốt cục đã làm nên chuyện gì mà khiến cho bí thư thị ủy phải căm tức. Từ quang lợi thấy bóng dáng của đại ca xuất hiện phía trước, liền đứng dậy ninh tiếp, ủy khuất đầy một bụng được phát ra, kêu lên, anh. Từ quang nhiên cũng không dừng chân lại, nói tôi bận rộn nhiều việc lắm, không có thời gian tiếp chuyện chú. Từ Quang Lợi nói, anh, em có chuyện quan trọng. Từ Quang Nhiên căm tức nhìn Từ Quang Lợi, hét lớn, có chuyện gì thì về nhà nói, nơi này là chỗ làm việc của chính phủ, tôi còn có nhiều chuyện cần phải xử lý, không có thời gian quản việc nhỏ của chú. Nói xong ông cũng không quay đầu lại, mà bước thẳng vào trong phòng làm việc của mình. Từ Quang Lợi há to mồm ra chừng mắt đứng đơ như trời trồng ở đó, chẳng biết vì sao đại ca lại phát cơn nổi nóng với mình nữa. Từ quang nhiên đi vào trong phòng làm việc xong, kéo cà vạt ra, sau đó cởi luôn hai nút áo sơ mi của mình. Ông thật sự đã bị Trương Dương chọc tức rồi, còn có hạ bá đạt nữa. Ông cho rằng Trương Dương sở dĩ có thể bước ra khỏi phạm vi của trung tâm thể dục mới để xử lý những kiến trúc trái phép bên ngoài. Nguyên nhân cũng là do hạ bá đạt đứng sau lưng ủng hộ cả, hạ bá đạt muốn khơi màu tranh chấp đây mà. Từ quang nhiên tuy là nghĩ rằng Trương Dương cũng có chút năng lực, cũng cho rằng Trương Dương rất khó dạy bảo, nhưng mà ông chưa từng cho rằng trương dương sẽ là đối thủ của mình ông coi rẻ trương dương từ trong đáy lòng hạ bá đạt thì hoàn toàn khác từ khi hạ bá đạt đi đến nam tích vẫn chưa làm ra động tác gì cả cái này không có nghĩa là hạ bá đạt chịu phục ông mà chính là hạ bá đạt vẫn luôn chờ đợi cơ hội từ quang nhiên lặng lẽ nghĩ hạ bá đạt mượn chuyện chỉnh đốn kiến trúc trái phép này chính là một đao chém lên trên người thân của ông cái này căn bản là không suy nghĩ đến mặt mũi của ông lúc này ông không thể nhịn được nữa rồi trải qua mấy giờ chiến đấu gian khổ, đội phá bỏ rốt cục đã tháo dỡ sạch sẽ phần kiến trúc trái phép bên ngoài của siêu thị cắt tinh, tòa nhà 5 tầng lúc này trông giống một con quái thú há to mồm ra, đối mặt với đường thương Tây, đang lặng lẽ khóc không ra nước mắt. Trường đại quan nhân từ đầu đến cuối đều ở hiện trường, Cục trưởng Cục xây dựng thành phố Mạnh Sĩ Sung, Cục trưởng Cục quy hoạch Hoác Đình Sơn đều đã đi rồi, Trương Đức Phóng cũng chỉ kiên trì được một lát, khi thấy hiện trường không còn có dị động gì, cũng giao nhiệm vụ duy trì trật tự cho phó cục trưởng cục công an Mạnh Doãn Thanh, còn mình thì mượn cớ trong cục có việc nên đi trước. Trong lòng những người này đều rõ ràng, đừng tưởng ngày hôm nay đập phá siêu thị cát tinh, chuyện này sẽ không được để yên đâu, Lý Trường Phong có chết cũng không bỏ qua, còn bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên đương nhiên sẽ không nuốt cục giận này xuống bụng rồi, cho dù muốn đập thì cũng phải là bí thư từ lên tiếng chứ, một mình Trương Dương cậu thì tính là cái gì? một cán bộ cấp chính sử mà dám công khai đánh vào mặt của bí thư từ sao. Trương Dương thỏa mãn nhìn siêu thị cắt tinh sau khi đã dở bỏ xong, những người dân xem náo nhiệt xung quanh cũng đã ít đi rất nhiều rồi, dù sao thì chuyện phá bỏ này cũng là một chuyện rất khô khan và nhàm chán, không ai có thể vĩnh viễn ở lại đây mà nhìn chằm chằm được cả, hơn nữa ở hiện trường đầy bụi, tiếng ồn lại lớn, ở một hồi lâu sẽ làm cho trong lòng cảm thấy phiền muộn rất nhiều. Đám quần chúng xung quanh đi xem náo nhiệt, cái bọn họ cảm thấy hứng thú chính là vị chủ nhiệm trương này có thật sự dám đi đập nhà của Lý Trường Phong hay không, bây giờ đã được nghiệm chứng xong, người ta không chỉ dám, mà còn làm luôn rồi, trong đám quần chúng này cũng có chủ nhân của những kiến trúc trái phép, thấy ngay cả siêu thị cắt tinh còn bị đập, bọn họ cảm thấy có chút trột dạ, Lý Trường Phong có bối cảnh gì? Là cháu trai của bí thư thị ủy từ quang nhiên đấy, ngay cả nhà của hắn còn bị đập, thì những người như bọn họ càng không tính là cái gì cả chương 541, thầy tốt bạn hiền 2. Hi. Trương Dương rèn sắt khi còn nóng, kêu nhân viên công tác quay đầu trở về làm công tác tư tưởng cho các ông già bà già ở công trường trung tâm thể dục mới, đồng thời còn đưa ra một phần văn kiện bồi thường, làm cho hắn vui mừng chính là có hơn 80% người ở đây đã bắt đầu thay đổi thái độ, đồng ý để cho chính phủ dỡ bỏ. Thật ra thì Trương Dương đã làm ra nhượng bộ lớn rồi, bởi vì những kiến trúc trái phép này căn bản là không hợp pháp, chiếm dụng đất công phi pháp, hơn nữa đa số kiến trúc được dựng lên sau khi trung tâm thể dục mới được khởi công theo lý mà nói thì không cần bồi thường nhưng mà lo lắng đến tâm lý của dân chúng nên vẫn dành ra một phần bồi thường nhỏ chỉ cần chịu chấp nhận điều kiện thì sẽ dựa theo thành phẩm kiến trúc hiện thời mà được tiền bồi thường sau đó lập tức tiến hành phá bỏ và di rời qua nơi khác lúc đầu có không ít người còn ôm tâm lý quan sát nhưng mà vừa nhìn thấy những người đồng ý phá bỏ và di rời qua nơi khác lấy được tiền thì bọn họ cũng không khỏi động tâm cứ như vậy đã có không ít chủ nhà chịu đồng ý phá bỏ, ngược lại chỉ có những người kiên trì không chịu thì rất ít, cuối cùng ngoại trừ hai căn nhà không đồng ý phá bỏ ra, thì những người khác đều đã đồng ý ký tên. Lúc hoàng hôn, khi công tác phá rỡ đang tiến hành khí thế hừng hực, thì một chiếc BMW chạy đến hiện trường phá rỡ, từ trên xe bước xuống hai người, một là tổng giám đốc của Nam Quốc Sơn Trang Nhâm Văn Bân, người còn lại chính là chủ tịch của Nam Quốc Sơn Trang, người Singapore Lý Quang Nam. Lúc đầu khi Nhâm Văn Bân nhờ và Trương Dương giúp đỡ, cũng không ôm hy vọng quá lớn, Trương Dương lúc đó cũng không cho gã ta câu trả lời thuyết phục, nhưng mà không ngờ rằng khi Trương Dương vừa trở về Nam Thích, đã lập tức bắt tay vào giải quyết chuyện này, chỉ một lát là đã giải quyết xong vấn đề phức tạp của bọn họ rồi. Cái chướng ngại siêu thị cắt tinh chỉ trong một ngày đã bị Trương Dương diệt trừ, những kiến trúc trái phép còn lại, bởi vì thấy ví dụ siêu thị cắt tinh, cho nên cũng đã đáp ứng điều kiện của bọn họ. Chuẩn bị nhận bồi thường rời đi trương dương thấy hai người bọn họ đến bất chợt nở nụ cười nói hai ông chủ hai người cũng đến giúp vui à nhâm văn bân cười gật đầu lý quang nam đi đến thân thiết cầm lấy tay của trương dương dùng sức mà ôm không nói cái gì cả nhưng tình cảm kích động đã bao hàm ở bên trong đó hết rồi trương dương nói đừng quên lời hứa lúc đầu đối với tôi nhé khi đại hội tỉnh khai mạc thì cần chuẩn bị một số phòng để dùng cho chiêu đái lý quang nam sảng khoái đáp chỉ cần lên tiếng Tất cả phòng của tôi đều có thể giữ cho chủ nhiệm Trương cả. Trương Dương mỉm cười nói, yên tâm, chúng tôi sẽ không sử dụng khách sạn của các người không công đâu. Tôi và các đồng chí đã khảo sát qua vị trí của các người rồi. Nếu như chất lượng công trình có thể phù hợp yêu cầu, thì chúng tôi có thể suy nghĩ sử dụng khách sạn của các người làm nơi ở và nghỉ ngơi cho các vận động viên. Ví dụng sẽ do đại hội chi trả. Lý Quang Nam nói, chủ nhiệm Trương yên tâm đi, chất lượng của chúng tôi bảo đảm là hãng nhất Nam tích này. Trương Dương nói, ba cái tên nổi tiếng nhất ở Nam Tích bây giờ là Hải Thiên, Lam Thiên, Quân Duyến, mong rằng các người đến có thể xúc tiến sự phát triển của sự nghiệp khách sạn tại đây, những lời này nói ra đầy mùi vị chính phủ. Lý Quang Nam nói, tên của khách sạn đã được định rồi, gọi là khách sạn Nam Tinh, trang hoàng dựa theo tiêu chuẩn cấp năm sau, dự tính là trước Tết âm lịch năm sau, chúng tôi có thể hoàn tất lắp đặt thiết bị công trình. Trương Dương gật đầu, nhâm văn bân nhìn hiện trường phá rỡ khí thế ngất trời phía trước, mỉm cười nói, chủ nhiệm trương làm việc quả nhiên là mạnh mẽ vang dội, chuyện những người khác không làm được, cậu vừa mới đến, tất cả đều được giải quyết dễ dàng. Trương Dương nói, đừng tâm bốc tôi như vậy, tôi giúp anh không chỉ là bởi vì chúng ta là bạn, mà sáng tạo cho những nhà đầu tư bên ngoài một hoàn cảnh thích hợp chính là trách nhiệm của quan viên Nam Thích chúng tôi, mong rằng các người có thể làm ra cống hiến thiết thực cho Nam Thích. Lúc này trợ lý chủ nhiệm ủy ban thể dục tiêu điều mẫn đã đi đến, cô ta nói với Trương Dương, chủ nhiệm Trương, phóng viên của đài truyền hình muốn phỏng vấn ngài. Trương Dương lắc đầu nói, nói với bọn họ tôi không có thời gian, lúc nói chuyện thì điện thoại vang lên, Trương Dương vừa nhìn, là hạ bá đặt gọi điện đến, lập tức ý thức được, thị trường hạ 10 phần là gọi đến hỏi tội mình rồi, hắn liền vẫy vẫy tay với tiêu điều mẫn, giao điện thoại cho cô ta, nói em không có ở đây. Cái này, tiêu điều mẫn làm vẻ mặt khó xử, do so dự một chút, rồi vẫn nghe điện thoại, điện thoại vừa được chuyển lập tức vang lên âm thanh giận dữ của hạ bá đạt trương dương cậu làm cái gì thế tiêu điều mẫn sợ hãi nói chủ nhiệm trương không có ở đây điện thoại của ngài ấy để trong xe trương dương giơ ngón tay cái với tiêu điều mẫn hạ bá đạt đã nghẹn một cuộc giận ở ngay cổ họng rồi cả giận nói cô là ai tôi là trợ lý của ngài ấy tiêu điều mẫn tôi là hạ bá đạt kêu hắn gọi lại cho tôi Tiêu điều, điều mẫn nghe đến tên của hạ bá đạt, sợ đến nỗi thiếu chút nữa rơi điện thoại xuống đất luôn, cho đến khi hạ bá đạt cúp điện thoại, tiếng tút tút mới làm cho cô tỉnh lại, vẻ mặt của cô đầy đau khổ trả điện thoại lại cho Trương Dương, nói chủ nhiệm Trương là điện thoại của thị trưởng hạ, hình như ông ấy rất tức giận, kêu ngài gọi điện lại cho ông ấy. Trương Dương nở nụ cười, hạ bá đạt tức giận là chuyện bình thường thôi, ngày hôm nay hắn đã dùng danh nghĩa của hạ bá đạt để đập siêu thị cắt tinh, Khẳng định là đã chọc tức bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên rồi, Từ Quang Nhiên tức giận dù sao cũng cần một chỗ để phát ra, và phòng trưng đối tượng phát tiết này 10 phần là Hạ Bá Đạt, ông ta sẽ cho rằng chính Hạ Bá Đạt đã sai khiến mình làm. Trương đại quan nhân cảm thấy rất là thú vị, có thể làm cho hai lão đại đứng đầu nam tích đấu với nhau cũng là một chuyện có thể cảm thấy rất thành công, con người của Hạ Bá Đạt vô cùng khéo đưa đẩy, luôn luôn chỉ lo nghĩ cho bản thân thôi, như vậy sao được chứ? Trong thể chế cho dù bạn không muốn đấu với người khác, nhưng người khác cũng có thể đấu với bạn, mọi việc mà muốn sống chết mặc bay là điều căn bản không có khả năng rồi. Trương Dương mới không ngu đến mức chủ động gọi điện cho Hạ Bá Đạt, bây giờ gọi cho ông ta, không phải là chủ động nghe chửi sao. Trương Đại Quan Nhân không có sở thích tự ngược đãi bản thân đâu, thấy nhiệm vụ ngày hôm nay đã gần hoàn thành rồi, hắn cũng nói vài câu với tiêu điều mẫn. Kêu cô ta điều tra rõ ràng bối cảnh của hai căn nhà cuối cùng không chịu đồng ý phá bỏ kia, sau đó suy nghĩ phương pháp ứng đối. Lý Quang Nam và Nhâm Văn Bân vốn định mời Trương Dương đi ăn, nhưng mà nhìn thấy hắn bận rộn công tác như vậy, cũng không có ý tứ quấy rầy, thế là nói chuyện vài câu rồi rời đi. Lúc 6 giờ, Trương Dương nhận được điện thoại của Cố Gia Đồng, cô ta đã đến Nam Tích rồi, Trương Dương vô cùng mừng rỡ, hai ngày trước hắn đến Đông Giang, Cố Gia Đồng đúng lúc đi đến Giang Thành để xử lý công chuyện của nhà máy thuốc. Cho nên hai người không gặp mặt nhau, không ngờ rằng cô ấy lại chủ động đến Nam Tích tìm mình. Cố Gia Đồng nói, "Chị vừa mới đưa ba chị về, nói với ba là chị trở về Đông Giang xử lý công việc." Trương Dương cười ha hả, Cố Giai Đồng nghe tiếng cười của hắn, bắt đầu trở nên có chút xấu hổ, nhẹ giọng nói, "Em cười cái gì?" "Chương 541, thầy tốt bạn Hiền ba." Trương Dương nói, "Không có gì, em đang nghĩ đến chị, không ngờ chị đã đến rồi." Nói sao? Đâu có, mà chị đang ở đâu, em đến đón chị." Cố dài đồng nói, "Không cần, chị lái xe đến, em trực tiếp đến phố Thư Vân đi, chị muốn ăn đồ ở đó." "Tốt, em lập tức đi ngay." Tâm tình của Hạ Bá đạt cực kỳ phiền muộn, ông cảm thấy rằng mình đã bị thằng nhóc Trương Dương tính kế rồi, cục tức này cần có chỗ để phát ra, chỉ là Trương Dương lại không cho ông cơ hội này, vừa nghĩ đến hai chữ Trương Dương, Hạ Bá đạt liền hận đến nổi ngay cả hàm răng cũng ngứa lên từ khi hạ bá đạt bước vào con đường làm quan đến nay rất ít khi gặp phải những chuyện khiến cho ông phiền muộn thế này cảm giác bị người khác lợi dụng cũng không dễ chịu hạ bá đạt không có chỗ phát tiết đang muốn tìm người thổ lộ lúc này ông bỗng nhiên phát hiện ra ở nam tích ông ngay cả một người bạn cũng không có hạ bá đạt nhớ đến lúc trước nhớ đến khi mình còn đi theo cố doãn chi ông chẳng bao giờ phải chịu đựng loại áp lực như hiện tại có lẽ là do trời cao cảm thụ được nỗi phiền muộn của ông cho nên trong lúc tâm tình của Hạ Bá Đạt trầm thấp nhất, Cố Doãn Chi tự nhiên lại chủ động gọi điện thoại đến, nhận được điện thoại của Cố Doãn Chi, Hạ Bá Đạt cảm thấy máu cả người đang bắt đầu sôi trào lên, "Bí thư Cố, ngài khỏe không?" Ngay cả Cố Doãn Chi cũng cảm thấy được Hạ Bá Đạt có chỗ dị dạng, mỉm cười nói, "Rất tốt, gần đây cậu bận rộn công việc nhiều quá, đến Đông Giang cũng không đi thăm tôi." Tình cảm của Hạ Bá Đạt và Cố Doãn Chi không phải là loại tầm thường mà là loại tình cảm được thành lập sau khi trải qua nhiều sóng gió, vừa là thầy vừa là bạn, hạ bá đạt cười nói, bí thư cố, vậy cuối tuần này tôi sẽ đến thăm ngài. Cố doãn chi nở nụ cười, ông cũng không thật sự có ý trách cứ hạ bá đạt, tiểu hạ, tôi đang ở Tây Tiều, sẽ ở vài ngày, hai ngày nữa có thời gian rãnh rỗi thì đến tâm sự với tôi. Hạ bá đạt kích động nói, vậy tôi đến ngay. Cố doãn chi sừng sốt, ông không ngờ rằng phản ứng của hạ bá đạt lại kích động như vậy, Ông cười nói, không cần, ngày hôm nay đã muộn quá rồi, có thời gian thì hãng đến cũng được. Hạ bá đạt nói, bí thư cố, tôi đến, tôi có chuyện muốn nói với ngài. Một giờ sau, hạ bá đạt liền chạy đến Tây Tiều, cố doãn chi sau khi biết ông ta đến, liền kêu con trai cố minh kiện ra ngoài mua rượu và đồ ăn đến, lúc này đang chuẩn bị trong phòng bếp. Hạ bá đạt tuy rằng đến rất vội vang, nhưng mà vẫn mang theo một chai rượu tốt. Vừa vào cửa liền thân thiết kêu lên, "Bí thư Cố." Giọng nói của Cố Doãn Chi vang ra từ trong phòng bếp, "Tiểu Hạ, đến đúng lúc lắm, vào giúp tôi mang đồ ăn ra ngoài." Hạ Bá đặt đặt chai rượu trong phòng khách, sau đó đi vào phòng vệ sinh rửa tay rửa mặt sạch sẽ, lúc này mới đi vào trong phòng bếp. Cố Doãn Chi đang hầm trứng, mùi thơm mê người, gần đây nhiệt tình về học tập nấu nướng của Bí thư Cố đang tăng vọt, hầu như mỗi ngày đều tự mình xuống bếp. Từ một góc độ nào đó cũng có thể giúp ông đỡ cảm thấy buồn chán sau khi về hưu, mà quả thật ông cũng cần làm một cái gì đó để giết thời gian. Hạ Bá Đạt cầm dĩa rau trộn, Cố Doãn Chi cũng không quay đầu lại, nói cậu mang dĩa rau trộn ấy lên phòng khách trước đi, tôi lập tức lên ngay. Trong lòng Hạ Bá Đạt lộ ra sự ấm áp và thân thiết, Cố Doãn Chi vẫn giống như ngày xưa, không hề có bất luận cảm giác xa cách nào cả, trước mặt của Cố Doãn Chi, Hạ Bá Đạt luôn cảm thấy rằng mình vĩnh viễn đều là thư ký của ông ta được ông ta sai bảo là một loại hạnh phúc khó có thể nói bằng lời. Hạ bá đạt mang dĩa rau trộn lên bàn ăn xong, cố minh kiện cũng vừa trở về từ bên ngoài, hắn mua trứng ngỗng muối, một đặc sản địa phương ở đây, đi cùng hắn còn có một cô gái khác, là trợ lý của hắn Liễu Duyên lần này cùng nhau đến Tây Tiểu Du Ngoạn, cố Doãn Chi cũng có hảo cảm đối với đứa con gái này, nhưng mà nghe cố minh kiện nói hắn ta và Liễu Duyên chỉ là bạn bè bình thường thôi. Đối với hôn nhân đại sự của con cái, cố Doãn Chi cũng không lo lắng, lúc trước bên người cố Minh Kiện không hề thiếu gái đẹp làm bạn sau sóng gió ở kinh thành cả người của cố Minh Kiện trở nên trầm lắng có thể nói là thâm trầm nội liếm hơn so với trước kia đi ra ngoài xã hội cũng ít hơn so với trước kia rất nhiều cố Doãn chi ngược lại có chút hoài niệm về đứa con trai có tính cách hướng ngoại ngày xưa hơn con người đúng là có đôi khi lại rất mâu thuẫn với bản thân cố Minh Kiện gặp Hạ Bá Đạt cười cười kêu một tiếng chú Hạ Hạ Bá Đạt nói Minh Kiện ngồi xuống cùng uống vài ly Cố Minh Kiện lắc đầu nói, không được, tối nay ngoài dạp hát có diễn xuất, con dẫn Liễu Duyên đi, chú nói chuyện phiếm với ba của con đi. Cố Doãn Chi mang phần chứng trưng ra, nghe con trai không ở nhà ăn, gật đầu nói cũng tối, đi dạo với tiểu Liễu đi. Cố Minh Kiện và Liễu Duyên đi rồi, hạ bá đạt cẩn thận nói, bạn trai của Minh Kiện. Cố Doãn Chi cười ha hả nói, trợ lý của nó, bây giờ thì vẫn chưa. Hạ bá đạt cũng khen một câu, cô bé thật xinh đẹp cố doãn chi cởi tạp đề xuống ngồi xuống bên cạnh hạ bá đạt vội vàng khui rượu cố doãn chi nói tôi đi lấy chút trà gừng để uống kèm hạ bá đạt nói bí thư cố ngồi đi tôi đi cho cố doãn chi cũng không dành với ông ta hạ bá đạt đi ra ngoài lấy gừng vàng bỏ vào trong ấm trà rồi rót nước nóng vào sau đó mang ấm trà đến cố doãn chi nói đi gì đến hạ bá đạt rót trà vào trong cái ly nhỏ trước mặt của cố doãn chi cũng rót cho mình một ly, nói tôi lái xe đến. Cố Doãn Chi à một tiếng, cười nói, sao không kêu tài xế. Hạ bá đạt cười nới, tới gặp lãnh đạo cũng không cần phải làm rung động như vậy. Cố Doãn Chi cười cười, nhớ đến lần trước khi hạ bá đạt đi thăm mình, quan viên trong vùng này đều bị kinh độc, hạ bá đạt hẳn là biết mình không thích chuyện này, cho nên lần này đến kín đáo, lại không biết ngày hôm nay hạ bá đạt đến đây thăm mình, là do muốn thổ lộ nỗi phiền muộn trong lòng hai người uống chút rượu trước hạ bá đạt ăn chứng trưng của cố doãn chi làm mùi vị cũng còn tạm được nhưng gà hầm thì không được ngon cho lắm phải nói là còn dai quá cố doãn chi cười nói trong phương diện nấu nướng tôi chỉ là một đứa học trò nhỏ thôi cậu chịu khó thông qua một chút nhé hạ bá đạt nói có thể được ăn đồ do chính tay của bí thư cố nấu cũng là phúc của tôi mùi vị không tồi cố doãn chi nói còn biết nói lời dễ nghe à tôi cứ tưởng rằng cậu lên làm thị trưởng rồi nghe người khác định hót quen, ngược lại không biết tự mình nói ra. Hạ bá đạt nói, trước mặt của ngài, tôi đều là nói thật. Cố doãn chi chậm rãi hạ ly rượu xuống, ánh mắt thâm thúy nhìn xuyên vào nội tâm của hạ bá đạt thông qua đôi mắt, thấp giọng nói, tâm tình của cậu không được cao, gấp gáp chạy đến chỗ của tôi, có phải là gặp chuyện không hài lòng không? Trường 541, Thầy Tốt Bạn Hiền 4 Hạ bá đạt biết mình đi theo bên cạnh của cố doãn chi lâu rồi, có chuyện gì cũng không gạt được con mắt của ông ta, hạ bá đạt thở dài nói, bí thư cố, lần này tôi đến tìm ngài giúp tôi chỉ ra sai lầm, ông đem chuyện Trương Dương đến Nam Tích kể ra lại một lần, lúc nói đến chuyện Trương Dương mượn lời nói của mình để đập phá siêu thị cát tinh trong việc xử lý những kiến trúc trái phép trong phạm vi của trung tâm thể dục mới, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, cảm thán nói, tên nhóc này dám dùng danh tiếng của tôi để làm ra loại chuyện này. Cái này không phải là khơi màu mâu thuẫn giữa tôi và từ quang nhiên sao? Cố Doãn Chi nghe đến đoạn đó thì khóe môi hiện lên một nụ cười, ông nhấp một chút trà gừng, tuy rằng ông không tự mình trải qua chuyện này, nhưng mà NGS đến mấy cái sự đấu tranh chính trị này, trong lòng cảm thấy thân thiết không gì sánh bằng. Ông nhớ đến lần nói chuyện cùng với Trương Dương cách đây không lâu, nhớ đến việc mình đã từng khuyên hắn không nên làm đứa nhỏ không may, chỉ là thoạt nhìn đứa nhỏ Trương Dương này không nghe lời cho lắm, tuy rằng là như vậy, nhưng ông vẫn cảm thấy rất dễ chịu. Hạ bá đạt nói, tôi thật sự có chút hối hận, vì sao lúc đầu lại điều hắn đến nam tích cố doãn chi mỉm cười nói ai cho hắn lá gan lớn như vậy dám công khai đối nghịch với từ quang nhiên hạ bá đạt nói ngài cũng không phải là không biết hắn sinh ra là đã có tính cách không sợ trời không sợ đất rồi hạ bá đạt cũng rõ ràng quan hệ của trương dương và cố doãn chi cố doãn chi cười ha hả nói cậu cho rằng hắn là một thanh niên không có đầu óc một thanh niên không có đầu óc thì làm sao có thể đi lại trong quan trường đến bây giờ ở Xuân Dương, ở Giang Thành, hắn đã có không ít mâu thuẫn với các lãnh đạo, nhưng mà hắn có được một nhóm người, mà nhóm người này đều là những nhân vật nắm giữ thực quyền trong tay, như Lý Trường Vũ, Tần Thanh, như Đỗ Thiên Giã, chứng minh rằng hắn cũng không phải đi đến đâu gây thù đến đó, hắn cũng có trí tuệ chính trị của riêng mình. Hạ Bá Đạt nói, hay là hắn cảm thấy trách nhiệm của cái chức chủ nhiệm ủy ban thể dục này quá lớn, cho nên muốn làm từ quang nhiên tức giận đuổi hắn ra khỏi cương vị này. Cố Doãn Chi nói, một chủ nhiệm ủy ban thể dục khiêu chiến vượt cấp với bí thư thị ủy, cậu cảm thấy bình thường sao? Trương Dương tuy rằng có lá gan lớn, nhưng mà hắn cũng không phải là thằng nhóc không có đầu óc, hắn sẽ không phạm vài sai lầm cấp thấp này. Hạ Bá Đạt nói, bí thư cố, tôi thật sự không biết hắn muốn làm cái gì. Cố Doãn Chi nói, cậu tuy rằng đến Nam Tích làm thị trường, nhưng mà ánh mắt của cậu không thể chỉ giới hạn trong phạm vi Nam Tích, cậu cần phải đứng ở trên cao nhìn xuống, nhìn xa trông rộng hơn, chỉ có như vậy thì cậu mới có thể thấy rõ được tình huống hiện tại một cách toàn diện. Cố Doãn Chi có chút thất vọng về Hạ Bá Đạt, ông phát hiện ra cũng không phải là thiếu sót kỹ xảo chức vị gì, mà là thiếu một dũng khí và quyết đoán, cái này đối với một lãnh đạo của chính phủ mà nói thì cũng không phải là chuyện tốt gì. Cố Doãn Chi biết Trương Dương điều đến làm chủ nhiệm ủy ban thể dục ở Nam Tích, lúc đầu cho rằng chỉ là một điều động bình thường thôi, nhưng mà bây giờ ông bỗng nhiên ý thức được, thì ra việc điều động Trương Dương đến chính là một bộ phận quan trọng trong một bố cục lớn, Cố Doãn Chi thấp giọng nói, Thường Lăng không điều đến Lam Sơn làm thị trưởng có gợi ý gì cho cậu? Hạ Bá Đạt nói, có phải là trong tỉnh đã có bất mãn với chính đàn Nam Tích không? Hạ Bá Đạt vẫn luôn hoài nghi về điều này. Cố Doãn Chi nói, tiểu hạ, xử sự, sự rất khéo đưa đẩy, cùng với cẩn thận là những điểm mạnh của cậu, nhưng mà nếu như thật sự làm lãnh đạo của một phương, không có sự sắc sắc có nghĩa là không có phong cách và là một loại khuyết điểm, chính trị và đảng phối hợp với nhau cũng không có nghĩa là phải nghe theo mù quáng, bất luận quan viên gì cũng đều có điểm giới hạn, đặc điểm của bọn họ không chỉ biểu hiện từ ưu điểm, mà khuyết điểm cũng có thể, một người lãnh đạo vô cùng hoàn mỹ mà không biết dùng thì cũng là vô dụng. Có khuyết điểm cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Hạ bá đạt mơ hồ cảm thấy được điều gì đó. Cố doãn chi dừng lại một chút, nói tiếp có câu vua nào triều thần ấy, tầng lãnh đạo tuy thay đổi, nhưng cũng không giới hạn trong một hai chức vị cũng giống như nguyên liệu nấu ăn đầu bếp khác nhau thì sẽ nấu ra mùi vị khác nhau kiều trấn lương là một người có chủ kiến ông ta sẽ không dựa theo phương án chính trị lúc xưa của tôi mà thực thi nguyên vẹn ông ta có suy nghĩ của ông ta thấy có chỗ nào không thích hợp ở bình hải thì sẽ tiến hành cải cách sự cải cách này cũng không phải diễn ra trong một hai ngày mà còn liên quan đến nhiều mặt khác nhau việc điều động thường lăng không đi đã cho một tín hiệu rõ ràng đồng chí Trấn Lượng đã không còn hài lòng với tình huống hiện tại của tầng lãnh đạo Nam Tích. Hạ bá đạt gật đầu, từ khi ông đến Nam Tích tới nay, biểu hiện của từ quang nhiên tuy rằng đối với mình rất khách khi, nhưng trên thực tế là luôn bài xích ông, hạ bá đạt cũng có chút căm tức đối với điều này. Cô Doãn Chi nói, bây giờ cậu từ từ suy nghĩ đi, vì sao Trương Dương lại dám chống đối với từ quang nhiên? Hạ bá đạt nhấp một ngụm rượu, ông bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận, Trương Dương là do bí thư trưởng tỉnh ủy Diêm Quốc Đào giới thiệu cho ông, mà hậu trường của Diêm Quốc Đào chính là bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương, người bày ra chuyện này rất có thể là Kiều Trấn Lương. Một bí thư tỉnh ủy đột nhiên đứng về phía của một cán bộ cấp xử, chuyện này không khỏi làm cho ông suy nghĩ sâu xa. Hạ bá đạt nhanh chóng đưa ra một phương án, Trương Dương dám chống đối với từ quang nhiên là do hắn có chỗ dựa, mà chỗ dựa phía sau lưng của hắn chính là bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương, Kiều Trấn Lương điều Trương Dương đến Nam Thích cũng không phải là muốn hắn thành thật ở yên làm chủ nhiệm ủy ban thể dục, mà là ông muốn Trương Dương đến gây sự. Hạ bá đạt nghĩ đến đây, ông ý thức được ngộ tính của mình trong chính trị quả thật không được cao lắm, nếu như không phải là do cố doãn chi chỉ điểm cho ông, thì đến bây giờ ông vẫn chưa thấy rõ đầu đuôi của chuyện này. Nếu như ông nắm chặt thời cơ, hoàn toàn có thể là người lấy được lợi ích lớn nhất trong ván cờ này, chỉ đáng tiếc là giác ngộ và phản ứng của ông thật sự quá chậm. Từ việc Kiều Trấn Lương bày ra ván cờ này thì hẳn có thể nhìn ra Kiều Trấn Lương đang rất bất mãn với Từ Quang Nhiên. Ông ta điều Trương Dương đến Nam Tích mục đích chính là muốn gây náo loạn sự yên tĩnh tại Nam Tích. Là do bản thân Hạ Bá Đạt không biết tự nắm bắt thời cơ tuyệt hảo này, nếu như Hạ Bá Đạt kiên quyết đứng về phía của Kiều Trấn Lương, thì lần này hẳn là sẽ thu được lợi ích chính trị lớn nhất. Cố Doãn Chi đã nhìn rất thấu chuyện này, Kiều Trấn Lương đã bất mãn với hiện trạng quan trường tại Nam Tích, ý đồ của ông ta là muốn thay đổi sự phân phối quyền lực tại Nam Tích. Từ lúc cố doãn chi đảm nhiệm bí thư thị ủy, thì ông cũng đã có chút hiểu biết về con người của Từ Quang Nhiên rồi. Từ Quang Nhiên là một quan viên thành thục, có năng lực có quyết đoán, nhưng mà Từ Quang Nhiên lại là một quan viên chuyên tâm vào xây dựng thành phố, mà xây dựng thành phố chính là bước tiến lớn nhất trong tất cả. Sau khi cố doãn chi rời khỏi cương vị lãnh đạo, ông rất ít khi nào bình luận về cục diện chính trị của Bình Hải. Ngày hôm nay nếu như không phải là vì hạ bá đạt, nếu như không phải thấy hạ bá đạt là bộ hạ cũ của mình. Cố Doãn Chi sẽ không nói gì hết. chương 542, kích phát mâu thuẫn 1. Chuyện Trương Dương đến Nam Tích gây ra bao nhiêu sóng gió cụ thể ra sao thì Cố Doãn Chi cũng không rõ ràng. Ngày hôm nay nghe hạ bá đạt nói xong, ông cũng đã hiểu rõ được mục đích của Kiều Trấn Lương rồi. Cũng rõ ràng lần này Trương Dương đứng kiên định bên phe của Kiều Trấn Lương, ít nhất là theo trước mắt mà xem thì Trương Dương cũng không có làm gì sao cả. Cố Doãn Chi nhìn Hạ Bá Đạt trước mắt, trong lòng sinh ra một sự cảm thán, từ năng lực chấp chính của Hạ Bá Đạt bây giờ xem ra, vị trí mà Hạ Bá Đạt thích hợp nhất cũng không phải là quan to một phương, có lẽ là do đi theo bên cạnh mình lâu quá rồi, cho nên Hạ Bá Đạt đã thiếu đi mất dũng khí và sự quyết đoán, mà hai điểm này lại chính là vết thương chí mạng của một người đứng đầu chính phủ. Nhưng mà Hạ Bá Đạt cẩn thận cũng không phải là không có nguyên nhân, trong mắt của người bên ngoài thì Hạ Bá Đạt là thân tín của mình, khi mình về hưu Thân phận của Hạ Bá Đạt liền trở nên mẫn cảm, Hạ Bá Đạt lựa chọn phương thức chính trị không cần vô công nhưng cầu vô quá cũng không thể nói là sai lầm được. Đánh giá của Cố Doãn Chi về Hạ Bá Đạt là, Hạ Bá Đạt là một người chấp pháp tốt, nhưng không phải là một người nắm quyền tốt. Hạ Bá Đạt thấp giọng nói, "Bí thư Cố, tôi nên làm thế nào bây giờ?" Cố Doãn Chi cười lặng lẽ, những lời này của Hạ Bá Đạt làm cho ông cảm thấy quen thuộc vô cùng, Cố Doãn Chi nói, "Tôi đã không còn là bí thư tỉnh ủy." Cậu cũng không còn là thư ký của tôi, tiểu hạ, sau này chuyện trong chính trị không nên hỏi tôi, cậu thấy nên làm thế nào thì cứ làm thế ấy, bất luận kẻ nào cũng phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình cả. Phố thư Vân của Nam Tích đã có lịch sử vài chục năm rồi, còn phố cũ này đã được trang trí lên nhiều màu sắc của sự hiện đại, nhiều lần thay đổi, những kiến trúc cổ xưa thì đã bốc hơi từ lâu rồi, con phố này đã được mở rộng rất nhiều, hai bên đường mọc lên không ít những tòa nhà cao tầng nếu nói cái không thay đổi ở đây thì hẳn chính là mỹ thực trương dương cùng cố giai đồng ăn gạch cua tay rồng hấp hành đậu hương xào trong long hương ký hình như con gái đặc biệt yêu thích những món ăn vặt này thì phải trương đại quan nhân thì không có hứng thú với mấy điều này nhưng mà có cố giai đồng hắn cũng rất hài lòng cố giai đồng ăn rất khỏe ăn xong mấy món kia còn gọi thêm một phần canh bò nữa trương dương cười nói hôm nay làm sao vậy miệng ăn mở rộng sức ăn kinh người nha cố giai đồng cười dịu dàng nói ở cùng một chỗ với em thì đâu cũng vui cả trong lòng trương dương cảm thấy ấm áp rào rạt thấp giọng nói một lát nữa em càng làm cho chị hài lòng cố giai đồng mấp máy môi trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia ngượng ngùng cô nhỏ giọng nói em đó sao lại ăn ít như vậy trương dương nói tú sắc cũng có thể ăn mà nhìn thấy chị là em không còn thấy đói nữa cái này gọi là có tình thì no bụng Cố dài đồng cười nói, có phải là không thấy chị thì cả ngày đều ăn không vô không? Trương Dương nói, đúng vậy, chỉ cần nhớ đến ăn chị, là không còn muốn ăn cơm nữa. Cố dài đồng vươn chân, đá nhẹ hắn một cái dưới bàn, nhỏ giọng nói, ai ăn ai còn chưa biết. Trương đại quan nhân cười ha hả, quả thật, mình mỗi lần đều là đối tượng, bị ăn cả. Cố dài đồng biết hắn cười không có ý tốt, liền cười hì hì nói, em cẩn thận đó, hôm nay sức ăn của chị rất tốt đấy trương dương đang chuẩn bị tính tiền rời đi thì ánh mắt lập tức bị tin tức trên tv hấp dẫn trong tv đang đưa tin về chuyện dỡ bỏ những kiến trúc trái phép ngày hôm nay hình ảnh còn đặc tả về siêu thị cát tinh nữa sau đó quay màn ảnh đến người của trương dương cái này đều được quay trong lúc trương đại quan nhân không hề lưu ý cố giai đồng quay đầu lại nhìn xem mãi cho đến khi hết phần tin tức mới quay đầu lại cười nói chị phát hiện ra em rất ăn ảnh trương dương nói đương nhiên ngũ quan đầy đủ chính khí nghiêm nghị Cố dài đồng cười hì hì, cô vẫy vẫy tay với người phục vụ, Trương Dương dành trả tiền trước. Tuy rằng tiền bạc của hắn không cách nào so sánh với cố tiểu thư cả, nhưng mà phong độ thân sĩ thì lúc nào cũng cần phải biểu hiện ra cả. Hai người đi ra ngoài cửa, bên ngoài có gió rất lớn, cố dài đồng đội mũ, Trương Dương dựng thẳng áo lên, vươn cánh tay ra ôm lấy cố dài đồng vào lòng, cố dài đồng biểu hiện có chút chống cự, nhỏ giọng nhắc nhở chú ý ảnh hưởng, đây là bên ngoài. Trương Dương nói, ảnh hưởng cái gì? Chỉ cần hai chúng ta người tình ta nguyệt, thì quản những người khác làm cái gì? Một trận gió lạnh thổi đến, cố dài đồng dùng mình một cái, cúi đầu tựa vào trong lòng của Trương Dương. Trương Dương ôm lấy cố dài đồng đi về chiếc xe của cô cách đó không xa, mở cửa xe, hai người ngồi vào trong xe, cố dài đồng trà trà tay nói, thật lãnh, mùa đông sắp tới rồi. Trương Dương nói, mùa đông ở Giang Nam luôn đến muộn hơn một ít, em không thích mùa đông ở đây. Vì sao? Quá ẩm buốt. Cố dài đồng mở radio lên, bên trong đang phát một ca khúc của Tề Tần, Mưa Đông. Trương Dương khởi động xe, đưa cố dài đồng đến Vân Hy Sơn Trang, nếu như không có căn biệt thự của Lương Thành Long, hắn đúng là không biết nên ở chỗ nào nữa, bây giờ càng ngày càng phát hiện ra chỗ tốt của căn biệt thự này. Cố Giai Đồng cũng vô cùng thích thú với hoàn cảnh thanh nhã của Vân Hy Sơn Trang, đi đến trước căn biệt thự của Lương Thành Long, Cố Giai Đồng khen, hoàn cảnh nơi này thật tốt, còn tĩnh mịch hơn cả bên kia Hồ Thu Hà trương dương khóa xe lại vươn cánh tay ra ôm lấy cô mỉm cười nói của lương thành long đấy em mượn dùng thôi cố giai đồng tựa vào trong lòng hắn nói có biết vì sao chị lại hài lòng không trương dương khẽ hôn lên mặt ngọc của cô một cái sau đó từ từ lướt xuống trên cổ trắng của cô cánh tay của cố giai đồng cũng đưa lên khẽ vuốt khuôn mặt của trương dương nói bên lam hải chị đã giao lại rõ ràng rồi sau này tất cả đều buông tay để cho minh kiện đi làm Chị không cần phải hối hả ngược xuôi nữa." Trương Dương nói, bên ngoài lạnh lắm, chúng ta vào trong nói đi. Hai người đi vào trong biệt thự, Cố Giai Đồng đưa tay muốn bật đèn, nhưng lại bị Trương Dương ngăn lại, miệng của hắn tìm đến môi của cô trong bóng tối, mạnh mẽ hôn xuống, hai người ôm lấy nhau mà hôn kịch liệt trong bóng tối. Từ ngay cửa dần đến ghế sofa, Trương Dương ôm lấy Cố Giai Đồng đặt lên ghế sofa, đưa tay cởi quần áo của cô, Cố Giai Đồng gắt giọng nói, chị còn chưa nói xong. Trương Dương nói, "Chị nói đi," nhưng bàn tay to tham lam đã mò vào trong vạt áo của cô, bắt lấy phần ngực ấm áp mềm mại. Cố Giai Đồng dùng tay ngăn cản lấy bàn tay tinh nghịch của Trương Dương lại, nói, "Hiệu quả và lợi ích của nhà máy thuốc năm nay đã tăng lên thêm một tầng, lợi nhuận cũng tăng, xem ra sau này sinh ý của chị nên chú trọng vào phương diện này." Trương Dương đã cởi dây lưng của cô, nói với Cố Giai Đồng trong bóng tối, "Chị đúng là không thành thật, em chỉ bảo là chị nói đi." chứ không nói là nhúc nhích, cố dài đồng bắt lấy hai tay của Trương Dương, ngồi bò lên trên người của hắn, cái chán chạm vào chán của Trương Dương, đôi mắt đẹp long lanh phát ra ánh dạng rỡ trong bóng tối, em biết năm nay em sẽ được chia bao nhiêu hoa hồng không? chương 542, kích phát mâu thuẫn 2 Trương đại quan nhân đối với chuyện này thật sự là không có một chút hứng thú, hắn cười nói, em lấy tiền cũng vô dụng, bao nhiêu em cũng không quan tâm. Mặc kệ nó bao nhiêu tiền, chỉ quản giúp em là được. Cố Giai Đồng nói, chị đã đem một phần của em tàu tư vào việc xây dựng nhà máy thuốc, tái mở rộng sản xuất, sau này sẽ tính chuyện tiền lãi với em. Trương Dương nói, chị là tiền lãi tốt nhất của em, chị đều là của em rồi, cái khác em mặc kệ. Cố Giai Đồng ôn nhu nói, em là tiền lãi của chị mới đúng, cô chủ động dâng môi thơm lên. Trương Đại Quan Nhân bị chọc đến nổi dục hỏa nhảy tương tương, đang chuẩn bị áp đảo cố tiểu thư, thì lại bị Cố Giai Đồng chống xuống, nhỏ giọng nói, nằm yên, tối nay chị muốn ăn tươi em. Trương đại quan nhân thấp giọng cười cười, sao em có cảm giác giống như tiến vào trong động bàn tơ vậy nhỉ? Cố Giai đồng nói, chị sẽ cho em lại rồi ăn tươi em. Trương đại quan nhân cảm thấy mỗi một bộ phận trên thân thể của mình đang bị sự ấm áp và ẩm ướt chậm rãi xâm chiếm, hắn thích thú nhắm hai mắt lại, đỡ lấy eo nhỏ mềm mại của cố Giai đồng, cảm thụ sự thoải mái sung sướng do cô gây ra cho thân thể của mình cái lạnh của đầu mùa đông dần dần biến mất không ta y 61 đâu. Trương Dương đã sớm có chuẩn bị tâm lý về ảnh hưởng của việc dỡ bỏ những kiến trúc trái phép, sáng ngày hôm sau đã có không ít người tập trung đến cửa lớn của tòa thị chính để kháng nghị. Chủ đề kháng nghị chính là tác phong làm việc của tổ công tác liên hệ rất dã man, không để ý đến cảm thụ của quần chúng, mạnh mẽ phá bỏ nhà ở của bọn họ. Bây giờ người tập trung rất nhiều, có đến hơn 500 người, hơn nữa còn có xu thế càng tụ càng đông thị trường hạ bá đạt lúc ngồi xe đi làm đến thì thấy được tình cảnh trước mắt ông không khỏi nhíu nhíu mày thấp giọng nói với tài xế đi cửa đông vào tài xế chậm rãi quay xe lại nhanh chóng rời khỏi cửa bắc hạ bá đạt nhìn kỹ những chữ viết trên mấy tấm bảng biểu tình lại nhìn số người tại hiện trường ông cảm thấy có chút kỳ quái theo ông được biết thì những người có liên quan trong việc phá rỡ nhà ở kia không có nhiều như vậy tại sao lúc này lại có nhiều người tập trung đến đây chứ trong đó rốt cuộc là có bao nhiêu người thật sự bị tổn hại lợi ích ông móc điện thoại ra gọi cho cục trưởng cục công an trương đức phóng trương đức phóng đang trên đường đi làm ông đã nghe nói đến trước cửa tòa thị chính đang xảy ra chuyện nhận được điện thoại của hạ bá đạt cũng ý thức được chính là chuyện này trương đức phóng không đợi hạ bá đạt nói đã biểu thị thị trưởng hạ chuyện trước cửa tòa thị chính tôi đã bía rồi đã sớm an bài công an võ cảnh đến duy trì trật tự và giải quyết ngài yên tâm nhất định có thể giải quyết trong thời gian ngắn nhất. Hạ bá đạt nói, bây giờ đang là giờ đi làm cao điểm, bọn họ tụ tập trước cửa lớn của tòa thị chính gây chuyện, sẽ tạo thành ảnh hưởng ác liệt như thế nào. Trương Nước Phóng, anh thân là cục trưởng cục công an, chuyện này xử lý không được tốt, tôi lệnh cho anh phải lập tức giải quyết chuyện này, nếu như trong một giờ mà tình huống vẫn còn chưa được giải quyết, thì tôi sẽ bắt anh hỏi tội. Trương Đức Phóng nghe được những lời này của Hạ Bá Đạt, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút buồn bực, Ngữ khí của thị trưởng Hạ ngày hôm nay sao đột nhiên trở nên cường thế quá vray 65, cái này là hiện tượng chưa từng xuất hiện qua trong quá khứ. Lẽ nào việc dân chúng tụ tập lại trước cửa tòa thị chính đã làm cho vị thị trưởng đại nhân này tức giận? Đám người đến gây chuyện này cũng được bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên nhìn thấy, là trùng hợp chính là, ông cũng đi vào từ cửa đông, lúc xuống xe thì thấy được Hạ Bá đạt cách đó không xa. Hạ Bá đạt chủ động chào hỏi với bí thư Từ từ Quang Nhiên cười gật đầu, nhưng từ trên mặt của ông ta thì thấy được đây không phải là tâm tình thật sự, có thể giữ vững nụ cười trong lúc xảy ra một loạt chuyện không như ý, sự rèn luyện chính trị của Từ Quang Nhiên quả thật đúng là không tầm thường. Từ Quang Nhiên và Hạ Bá Đạt cùng nhau đi vào, ông thấp giọng nói, "Lão hạ, đến phòng làm việc của tôi ngồi đi." Hạ Bá Đạt nói, "Lát nữa còn có cuộc họp các thị trường, không có thời gian." Ông từ chối lời mời của Từ Quang Nhiên. Từ Quang Nhiên dừng chân lại, nhìn Hạ Bá Đạt, "Lão hạ, tình huống bên ngoài ông có thấy không? Chuyện rõ ràng như vậy, Hạ Bá Đạt không thể phủ nhận được. Hạ Bá Đạt gật đầu nói, người đến không ít, tôi vừa liên hệ với Trương nước Phóng, kêu hắn lập tức giải quyết chuyện này, đuổi hết đám người gây chuyện kia đi. Từ Quang Nhiên nói, hành động chỉnh đốn kiến trúc trái phép của Nam Tích lúc trước cũng đã có nhiều lần, nhưng mà chưa lần nào được náo nhiệt như bây giờ, ông xoay người qua cửa lớn nhìn một chút, lão hạ, ngọn lửa này của ông đốt lên thật lớn, ông ta đã bắt đầu công khai chỉ trích Hạ Bá Đạt. Hạ Bá Đạt nói, bây giờ bên ngoài có gần 5-600 người, mà những kiến trúc trái phép ngày hôm qua tổng cộng chưa đến 21 căn, một cục đá đã kinh động hơn ngàn cơn sóng, chuyện hợp lý hợp pháp của chính phủ sao lại gặp phải đối kháng lớn như vậy. Từ Quang Nhiên cười nói, ông hỏi tôi, tôi còn muốn hỏi ông đây. Tổ công tác liên hợp của các người, có phải là do phương pháp xử lý có vấn đề không, mà đã xúc phạm đến cảm tình của dân chúng. Hạ Bá Đạt nói, phương pháp có thể là thiếu sót, nhưng mà hiệu quả thì đúng là không tồi, kiến trúc trái phép trong phạm vi trung tâm thể dục mới, trong một ngày hôm qua đã được thanh trừ phần lớn, những vấn đề tồn động đều đã có giải quyết. Từ Quang Nhiên nói, làm việc không thể chỉ nhìn trước mắt, càng không thể chỉ nhìn phiến diện, cần phải nhìn hoàn cảnh lớn, có cái nhìn toàn cục, những lời này tràn ngập ý tứ giáo huấn Hạ Bá Đạt. Hạ Bá Đạt cười nói, tôi cảm thấy rằng, có những mâu thuẫn sớm muốn gì cũng phải bộc phát, càng giấu thì nó càng sâu, không bằng để cho mâu thuẫn này nhanh chóng bộc phát ra, chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể thấy rõ được vấn đề, thấy rõ được vấn đề rồi chúng ta mới có thể xử lý tốt vấn đề, bí thư từ, ông thấy có đúng không? Từ quang nhiên nhạy cảm nắm bắt được, chỉ qua một đêm mà hạ bá đạt đã nảy sinh thay đổi thật lớn, trong quá khứ, lúc hạ bá đạt nói chuyện với mình chưa bao giờ để bộc lộ tài năng cả, lẽ nào hạ bá đạt đã bắt tay vào phản kích mình? lần chỉnh đốn kiến trúc trái phép này là do hạ bá đạt bày ra chính là trận chiến phản kích đầu tiên ông ta nhầm vào mình từ quang nhiên nhìn hạ bá đạt cười cười đầy thâm ý nói đem mâu thuẫn ẩn giấu sâu kích phát ra ý kiến của thị trưởng hạ thật sự rất hay nhưng mà tôi phải nhắc nhở ông lúc kích phát mâu thuẫn ngàn vạn lần không nên làm cho oán khí của dân chúng cũng kích phát theo vĩnh viễn chớ quên chúng ta đều là nô bộc của dân chúng vô luận là lúc nào chúng ta cũng phải đặt lợi ích của dân chúng lên hàng đầu cả chương 542, kích phát mâu thuẫn 3. Hạ bá đạt nói, những người như chúng ta thật sự đúng là không dễ dàng, lợi ích quốc gia, lợi ích đảng, lợi ích nhân dân, đều nói những lợi ích này là thống nhất, nhưng bây giờ xem ra, bên trong cũng có chỗ mâu thuẫn nữa, bí thư tử, ông nói có đúng không? Từ quang nhiên cười ha hả nói, mau đi học đi, ông ta bước nhanh chân hơn, nhanh chóng bỏ xa hạ bá đạt ở sau lưng. Cuộc họp thị trưởng diễn ra vào lúc 9 giờ 30 sáng, thật ra thì Hạ Bá Đạt cũng có đủ thời gian để đến chỗ của Từ Quang Nhiên nói chuyện, nhưng mà ông ta không muốn đến, từ sau khi nói chuyện với Cố Doãn Chi tối hôm qua, Hạ Bá Đạt đã có nhận thức rõ ràng đối với tình thế hiện tại rồi, Cố Doãn Chi cũng không có dạy ông nên làm thế nào cả, thật ra thì ông cũng căn bản là không cần phải dạy, có rất nhiều chuyện ông đã sớm thấy rõ rồi, chỉ là Hạ Bá Đạt thiếu đi dũng khí để đảm đương thôi quá cẩn thận chặt chẽ trên chính chỉ một thời gian dài đã làm cho ông có đôi khi xử lý công. Việc trở nên không được quyết đoán. Hạ bá đạt lúc này đã ý thức được, ông hẳn là nên biểu hiện chủ động, tích cực ra sức nhiều hơn trong thể chế nam tích. Trước khi cuộc họp thị trường bắt đầu, hạ bá đạt còn đi đến trước cửa sổ phòng họp nhìn một chút, làm cho ông cảm thấy căm tức chính là, đám người đang đứng trước cửa lớn tòa thị chính không những không giảm xuống, M.A. ngược lại càng lúc càng nhiều hơn nữa, hiện trường cũng có không ít công an đến để duy trì trật tự, cho nên ít nhất là đến bây giờ không nhìn thấy có dấu hiệu nào của việc mâu thuẫn trở nên gay gắt cả. Hạ bá đạt lại gọi điện thoại cho Trương Đức Phóng, biểu hiện của Trương Đức Phóng cũng có chút bất đắc dĩ, thị trưởng Hạ đang thuyết phục giáo dục dân chúng. Hạ bá đạt cả giận nói, anh làm ăn kiểu gì thế hả? Bây giờ toàn bộ tòa thị chính từ trên xuống dưới tất cả đều đang nhìn anh đấy. Trương Đức Phóng nói, thị trưởng Hạ, ngài yên tâm, tôi lập tức giải quyết, lập tức giải quyết ngay. Các phó thị trưởng lục đục đi đến phòng họp, thường vụ phó thị trưởng Trần Hạo Trâm một điếu thuốc lá cũng đi đến bên cạnh của Hạ Bá Đạt, nhìn tình cảnh bên ngoài cửa sổ, không khỏi thở dài nói: cửa lớn của chúng ta đã lâu rồi không náo nhiệt như vậy. Biểu tình trên mặt của phó thị trưởng phân công quản lý chính pháp Tàng Đông thì có vẻ xấu hổ, hiệu suất làm việc của bên công an ngày hôm nay quả thật có chút quá kém. Trước khi đến phòng họp ông cũng đã gọi điện mắng cho Trương Nước Phóng một trận rồi. Hạ Bá đạt phất phất tay, nói, mặc kệ bọn họ, mọi người ngồi xuống họp. Các phó thị trưởng lần lượt ngồi vào vị trí của mình, Hạ Bá đạt cất cao giọng nói, chủ đề cuộc họp ngày hôm nay của chúng ta là Ông dừng lại một chút, sau đó lớn giọng nhấn mạnh thêm, làm sao để xử lý triệt để những kiến trúc trái phép trong thành phố. Tất cả mọi người đều biết, trong phạm vi toàn quốc đều đang xây dựng thành phố vệ sinh, xây dựng thành phố văn minh lịch sự, nam tích của chúng ta là thành phố trọng điểm của tỉnh Bình Hải tuyệt đối không thể đi sau những thành phố khác. Ngày hôm qua hành động xử lý những kiến trúc trái phép trong phạm vi của trung tâm thể dục mới chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp, cường độ xử lý của chúng ta phải tăng mạnh lên, phạm vi xử lý phải được mở rộng ra khắp toàn bộ Nam Tích. Thường vụ phó thị trưởng Trần Hạo nói, thị trưởng hạ, chúng ta không phải là đang lấy phát triển kinh tế làm việc chính sao. Trong cuộc họp lần này trước ông đã nói với chúng tôi rằng công tác trọng điểm năm nay chính là gia tăng cải cách xí nghiệp thành phố, Chuyện này tất cả mọi người đều biết cả, trong cuộc họp lần trước, đúng là Hạ Bá Đạt đã đưa ra công tác trọng điểm gần đây chính là gia tăng cải cách xí nghiệp thành phố, lúc này chỉ mới qua vài ngày, mà tự nhiên lại thay đổi một chủ đề khác, làm một thị trường, đâu phải cứ hứng lên là ăn nói lung tung được. Hạ Bá Đạt nói, cả hai đều phải làm, cả hai đều phải mạnh. Phong cách của ông ngày hôm nay đã có biến đổi rất lớn, mỗi người đều cảm thấy rằng Hạ Bá Đạt giống như là đang trở thành một người khác vậy, có được sự cường thế mà trước nay chưa từng có. Phó thị trưởng chủ quản công nghiệp Vương Hải Ba nói, thị trường hạ, hai cái đều phải làm, hai cái đều quan trọng, vậy công tác trọng điểm của chúng tôi rốt cuộc là cải cách xí nghiệp hay là xây dựng thành phố. Hạ bá đạt cười nói, đồng chí Hải Ba, hai chuyện này có mâu thuẫn sao? Ông biết Vương Hải Ba từ trước đến giờ đều cùng một ý kiến với Trần Hạo cả, bọn họ đều là cán bộ do một tay của bí thư thị ủy từ quang nhiên đề bạt lên, bọn họ qua lại rất gần với nhau, theo Hạ Bá Đạt thấy, những người này trong chính trị là một đoàn thể gắn bó, từ trước đến giờ đều có quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Thường vụ phó thị trưởng Trần Hạo nói, bất luận công tác gì cũng đều cần có sự ủng hộ của tài chính, mà tình hình tài chính của chúng ta đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng. Hạ Bá Đạt cắt lời của Trần Hạo ngay, tôi luôn cho rằng đầu tư tài chính là phải có cái nhìn và kế hoạch tính trước, sau đó mới có thể đưa ra kế hoạch đầu tư tài chính được, không thể bởi vì có một chút chuyện nhỏ mà dẫn đến thay đổi. Bất luận cải cách hay xây dựng gì đều bắt đầu từ những quan điểm lâu dài cũng như tầm quan trọng của nó, tuyệt đối không thể coi một bên nặng một bên nhẹ được. Trần Hạo nhíu nhíu mày, ông ta nghe ra những lời này của Hạ Bá Đạt tựa hồ như đang nói bóng nói gió rằng cảng nước sâu đang chiếm dụng một phần lớn tài chính của Nam Tích vậy. Trong đáy lòng của Trần Hạo đúng thật là không phục Hạ Bá Đạt. Theo ông ta thấy Hạ Bá Đạt từ khi đến Nam Tích tới giờ cũng chưa từng làm ra được chuyện gì hay ho cả, chỉ là một vật trang trí mà thôi lúc trước công trình cảng nước sâu là do Thường Lăng không quản lý, sau khi Thường Lăng không đi rồi, thì quyền chỉ huy công trình này liền rơi vào trong tay của ông, từ chuyện này cũng có thể nhìn thấy rằng bí thư tử đã có bài xích đối với ông ta. Trần Hạo nói, xử lý kiến trúc trái phép trong thành phố là một chuyện tốt, nhưng mà bất luận là chuyện gì thì chúng ta cũng nên lo lắng đến cảm xúc của dân chúng, tôi lần hành động xử lý lần này có hơi quá khích. Tổ công tác liên hợp không làm công tác tư tưởng với dân chúng, cho nên mới tạo thành tình huống hiện nay, lúc nói những lời này, ánh mắt của ông nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng là đang nhắc nhở mọi người rằng, bây giờ dân chúng vẫn còn đang tiếp tục gây chuyện đấy. Lúc đầu hạ bá đạt đối với lần hành động xử lý này cũng rất là không vui, bởi vì Trương Dương đánh đông đánh tây mà lại lợi dụng cơ hội này kéo ông vào mặt đối lập với Từ Quang Nhiên. Nhưng trên thực tế thì từ trước đến nay ông và Từ Quang Nhiên cũng chưa từng đứng chung trên cùng một lập trường, chỉ là trước đó mâu thuẫn của hai bên đều được ẩn giấu đi thôi. Mâu thuẫn này chỉ cần trở nên gay gắt, thì hạ bá đạt ngược lại cũng không còn nhiều cố kỵ như trước. Từ quang nhiên ông không phải là cho rằng tôi đã sai khiến Trương Dương làm như vậy sao? Nếu mọi chuyện đã xảy ra rồi, tôi cũng không sợ thừa nhập. Từ khi hiểu rõ được mục đích của bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương xong, suy nghĩ của hạ bá đạt cũng đã có biến đổi. Ông nói với phó thị trưởng Tăng Đông, Lão Tăng, chuyện này hôm nay, bên hệ thống công an cũng có trách nhiệm rất lớn chương 542, kích phát mâu thuẫn 4. Tăng Đông cười khổ nói, thị trường hạ, thật ra thì hệ thống công an đã hết sức rồi, ngày hôm qua phối hợp với hành động xử lý những kiến trúc trái phép cả ngày, ngày hôm nay lại phải đến sơ tán những người dân này. Tôi thừa nhận rằng trật tự trị an xã hội cần có bọn họ duy trì, nhưng mà ông thấy hai ngày nay bọn họ hầu như đã biến thành lính cứu hỏa rồi, chỗ nào cháy thì bọn họ phải đến đó chữa cháy, dỡ bỏ những kiến trúc trái phép vốn là một chuyện rất mẫn cảm, thị trường hạ, tôi cho rằng loại chuyện này nên dùng khai thông tư tưởng làm việc chính làm tốt công tác tư tưởng với dân chúng thì chuyện sau đó sẽ dễ dàng giải quyết hơn chính sách của thành phố là tốt ý nguyện cũng tốt chỉ là cán bộ của chúng ta lúc chấp hành nhiệm vụ thì có chút nóng vội căn bản là không cho dân chúng thời gian tiêu hóa rõ ràng là có thể xử lý chuyện này một cách yên bình cớ sao lại phải dùng lửa để đốt bây giờ lửa cháy lớn rồi tất cả trách nhiệm đều đổ lên đầu của hệ thống công an tôi thấy như vậy không công bằng hạ bá đạt nói tôi nghĩ mọi người đầu tiên là nên làm rõ một chuyện đối tượng chúng ta xử lý là những kiến trúc trái phép những kiến trúc trái phép này có tổn hại đến lợi ích của nam tích bây giờ bọn họ còn chạy đến trước cửa tòa thị chính để gây chuyện đây gọi là cố chấp biết rõ mà vẫn cố phạm bảo đảm lợi ích dân chúng chứ không phải là bảo đảm lợi ích của một số người bọn họ vì lợi ích bản thân mà làm tổn hại đến hình tượng của thành phố đối với người như vậy mà nói thì có giáo dục tư tưởng cũng vô dụng chỉ có thể áp dụng biện pháp thi hành cưỡng chế phó thị trưởng phân công quản lý văn hóa thể dục cung kỳ vĩ nói tôi thấy lời của thị trưởng hạ nói không sai vấn đề kiến trúc trái phép trong trung tâm thể dục mới tồn tại quá lâu rồi mấy lần xử lý trước đều là tiếng sấm to mà mưa thì nhỏ không thấy được hiệu quả nào cả cái này có liên quan rất lớn đến lo lắng của những cán bộ chúng ta hành động lần này tuy rằng gây ra tiếng vang không nhỏ nhưng mà từ tổng thể nhìn vào hành động xử lý của tổ công tác liên hợp đã lấy lợi ích của tập thể làm đầu trong hành động xử lý những kiến trúc trái phép lần này, chúng ta nhất định không thể thỏa hiệp nữa, nếu đã làm thì phải kiên trì làm đến cùng, nếu đã châm ngọn lửa này rồi, thì phải tiêu dụi tất cả những thứ không phù hợp với quy hoạch của thành phố. Vương Hải Ba nói, đồng chí kỳ vĩ, đối tượng mà chúng ta xử lý không phải là kẻ địch, mà là người dân, không ai nói là phải không xử lý, mà là cần phải chú ý đến phương pháp xử lý. Thường vụ phó thị trưởng Trần Hạo nói, xử lý kiến trúc trái phép cũng là có cơ quan tương quan phụ trách, tôi thật sự không rõ vì sao tổ công tác liên hợp lần này lại là do Trương Dương phụ trách. Một chủ nhiệm ủy ban thể dục như hắn thì có quen thuộc đối với quy hoạch thành phố, xây dựng thành phố sao? Trong phòng họp bỗng nhiên im lặng xuống, lúc này Trần Hảo đang đem đầu súng nhắm về hướng của Trương Dương rồi, mà tất cả mọi người đều rõ ràng rằng Trương Dương thông qua quan hệ của Hạ Bá Đạt mà được điều từ Giang Thành đến đây, có câu nói đánh cho phải nể mặt chủ, những lời này của Hạ Bá Đạt đã công khai làm khó dễ Hạ Bá Đạt. Hạ Bá Đạt nói, tổ công tác liên hợp là do Trương Dương, Mạnh Sĩ Sung, Hoác Đình Sơn, Trương Đức Phóng bốn người liên hợp lại phụ trách, trong hành động liên hợp này, không thể nói là do Trương Dương phụ trách được. Trần Hạo nói, chỉ là mỗi lần dỡ bỏ thì đều là do hắn ra lệnh. Tăng Đông nói, đúng vậy, tôi có hỏi Trương Đức Phóng, hắn cũng đã khuyên là Trương Dương cần phải suy nghĩ rõ ràng, nhưng mà trương dương này cứ thích làm náo động, căn bản là không suy nghĩ đến ý kiến của các đồng chí khác, khư khư cố chấp. bây giờ thì hay rồi, làm thành cái dạng này. vương hải ba nói, làm cán bộ sợ nhất là chức trách bản thân cũng không phân rõ ràng, chuyện ở ủy ban thể dục cũng chưa đủ làm hắn bận sao? các phó thị trường ở đây đều có oán hận rất lớn với trương dương. từ kết cấu tổ chức mà nói, phó thị trường cung kỳ vĩ là lãnh đạo trực tiếp của trương dương. Chỉ là Cung Kỳ Vĩ cũng làm quan thất bại trong tầng lãnh đạo ở Nam Tích này, phân công quản lý cũng là một công tác không nặng không nhẹ. Cung Kỳ Vĩ tuy rằng không có thâm giao gì với Trương Dương cả, nhưng mà nghe mọi người cùng góp ý như thế, ông cũng ngồi không yên được. Ông cũng không phải là không muốn ra mặt cho Trương Dương, chỉ là những người này đều đang nhằm vào thuộc hạ của ông mà ra tay cả, ông thật sự là nghe không nổi nữa rồi. Cung Kỳ Vĩ nói, xã hội bây giờ, người biết nói thì nhiều, người biết làm thì ít tổ liên hợp là do bốn người phụ trách, luận cấp bậc bọn họ đều là cùng cấp cả, làm việc hẳn là có thương lượng với nhau, Trương Dương ra lệnh, vì sao những người khác không phản đối. Bọn họ không phản đối tức là đại biểu cho đồng ý, nếu như hành động dỡ bỏ kiến trúc trái phép này thành công thuận lợi, thì phần công lao này, tôi thấy nhất định không phải là do một mình Trương Dương chiếm toàn bộ, nhưng bây giờ xảy ra sóng gió, lập tức đổ hết trách nhiệm lên trên đầu của một mình Trương Dương, cái gì gọi là công bằng. Cái này gọi là công bằng sao? Hạ Bá Đạt không ngờ rằng Cung Kỳ Vĩ cũng đứng ra nói cho Trương Dương, mỉm cười nhìn ông ta nói, "Đồng chí Kỳ Vĩ nói rất có đạo lý." Trần Hạo nói, "Ai trong chúng ta cũng muốn mọi chuyện phát triển theo chiều hướng tốt, chỉ là ý nguyện của chúng ta tuy tốt, nhưng kết quả cuối cùng chưa chắc đã lý tưởng đâu, ngày hôm nay dân chúng tập trung biểu tình ngoài cửa, bí thư Từ rất tức giận, khẳng định sẽ truy cứu, ông ta đem Từ Quang Nhiên ra, rõ ràng là tỏ vẻ bất kính với Hạ Bá Đạt." hạ bá đạt ông đến Nam Thích nhiều năm như vậy cũng chỉ là một kẻ hạng hai thôi, bí thư từ mới là người nắm quyền thật sự. Cho dù tính tình của hạ bá đạt có tốt đến mấy cũng không khỏi bị những lời này của Trần Hạo làm cho nổi giận, còn cọp không phát huy thì các người cho rằng tôi là mèo bệnh sao. Cuộc họp bây giờ là cuộc họp của các thị trưởng, ông đem từ quang nhiên ra để làm gì hả? Dùng ông ấy để hù tôi, ông cũng quá kiêu ngạo rồi đấy. Sắc mặt của hạ bá đạt trầm xuống, Nói chỉnh đốn kiến trúc trái phép là chuyện của tôi, xảy ra bất cứ chuyện gì tôi sẽ đứng ra chịu. Trần Hạo thấy Hạ Bá Đạt tức giận, trong lòng cũng có chút hối hận, câu nói vừa rồi của mình quả thật cũng có chút hơi quá, trong cuộc họp các thị trưởng mà lấy bí thư từ ra, cái này chính là không tôn trọng thị trưởng Hạ Bá Đạt mà, người ta tức giận cũng là chuyện bình thường. Hạ Bá Đạt nói, tôi thật sự không rõ, bây giờ muốn làm vài chuyện sao lại khó như thế? Mình không làm được, người khác đi làm trong lòng cảm thấy bất bình, còn muốn nói sằng nói bậy, nếu nói đến người khác, vì sao không nhìn lại mình đã làm được cái gì. Hai năm nay Nam Tích đang xây dựng phát triển nhanh chóng, nhưng vì sao tình trạng xây dựng trái phép này vẫn không được xử lý tận gốc, không phải chi là một tòa nhà cao tầng đột ngột mọc lên từ dưới đất, mà còn sinh ra thêm những kiến trúc trái phép loạn xạ. Chúng ta lôn mồm nói rằng phải xây dựng thành phố hiện đại háo, xây dựng thành phố văn minh lịch sự, nhưng những kiến trúc trái phép này cứ như là những cục mụn nhọt, Mọc thẳng lên trên mặt của Nam Tích chúng ta, lo lắng đến cảm thụ của dân chúng sao? Tôi không tin phần lớn người dân đều vui khi nhìn thấy loại hiện tượng này, một số ít người vì lợi ích cá nhân mà làm tổn hại đến hình tượng của cả Nam Tích, loại chuyện này chúng ta tuyệt đối không thể nhẹ tay, tôi nhấn mạnh một lần nữa, hành động chỉnh đốn kiến trúc trái phép lần này sẽ xử lý và chấp hành kiên quyết triệt để, phạm vi chỉnh đốn không chỉ nằm trong phạm vi quy hoạch của trung tâm thể dục mới, mà là toàn bộ thành phố Nam Tích mặc kệ là những kiến trúc trái phép ấy thuộc về ai. Mặc kệ là có hậu trường như thế nào, chúng ta đều không thể lưu tình được, phải làm cho rõ ràng. chương 543, Phóng Thanh và Cơm Trưa Miễn Phí một Hắn nói như vậy thật, bí thư thị ủy từ quang nhiên hút một ngụm thuốc, hai mắt nheo lại, nhìn thường vụ phó thị trưởng Trần Hạo đối diện. Trần Hạo gật đầu, sau đó lại thở dài. Từ quang nhiên nói, biết rồi. Trần Hạo vốn tưởng rằng từ quang nhiên sẽ tức giận, nhưng nhìn bộ dạng từ quang nhiên, ông ta tựa hồ cũng không phẫn nộ vì sự kiện này. Trần Hạo cho rằng đây là bởi vì từ quang nhiên tu dưỡng tốt. động tác liên tiếp của hạ bá đạt đã tạo thành sự khiêu chiến quyền uy với từ quang nhiên, từ quang nhiên không có khả năng thờ ơ. Trần Hạo nói: bí thư từ, cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Ngày hôm nay đã có nhiều dân chúng đi tới trước cửa tòa thị chính gây chuyện, thị trường hạ còn muốn tiến hành chỉnh đốn toàn diện triệt đề, căn bản là đang cố gắng làm cho mâu thuẫn trở nên gay gắt ông ta đặc biệt nhấn mạnh hai chữ cố gắng từ quang nhiên vẫn cô có phản ứng gì ông thản nhiên nói kiến trúc trái phép nam tích quả thật hẳn là nên xử lý một chút trần hạo có chút không rõ ý tứ từ quang nhiên kinh ngạc nhìn ông ta từ quang nhiên nói bên cảng nước sâu tiến triển thế nào kỳ thực từ quang nhiên rất rõ ràng tình huống cảng nước sâu sở dĩ ông hỏi như vậy ý là nhắc nhở trần hạo cần đem tinh lực đặt ở cảng nước sâu cái đấy mới là trọng điểm Trần Hạo có chút quẫn xấu hổ nói, bên tập đoàn tinh nguyệt tôi đã phái người qua liên hệ, sắp tới sẽ có kết quả, bên Hà Trường An vẫn không liên hệ được. Từ Quang Nhiên nói, sự nghiệp cải cách của chúng ta cũng không phải thuận buồm xuôi gió, bên trong đó cũng tràn ngập phiêu lưu, nếu như cảng nước sâu làm tốt, người khác sẽ nhìn nhận nỗ lực của chúng ta, nếu như công trình cảng nước sâu không thành công, như vậy sẽ có nhiều hơn nhân nhảy ra chỉ vào chúng ta, vô luận trước đó chúng ta làm ra bao nhiêu thành tích, toàn bộ sẽ bị bọn họ bỏ qua hết, cậu ngàn vạn lần không thể chủ quan. Trần Hạo đi rồi, từ quang nhiên suy nghĩ một hồi, gọi điện thoại cho bộ tổ chức thị ủy. Tuy rằng trong điện thoại từ quang nhiên nói rất ngắn gọn, nhưng bộ trưởng tổ chức Hà Anh Bồi vẫn lĩnh ngộ được tinh thần của ông ta, từ quang nhiên hỏi vấn đề cấp chính sử của Trương Dương có giải quyết chưa, sau đó còn nói buổi sáng ngày hôm nay phát sinh chuyện quần chúng biểu tình kháng nghị, nói Trương Dương tuổi còn trẻ, xử lý sự tình thiếu bình tĩnh, cho nên mới tạo thành tranh cãi nghiêm trọng như thế, tổ chức nên cho hắn thêm một ít khảo nghiệm. Hạ Anh bồi gật đầu, buông điện thoại xuống, ông không khỏi lộ ra nụ cười khổ, vấn đề cấp chính sử của Trương Dương đã giải quyết, chỉ là từ quang nhiên gọi điện đến, lại muốn kéo dài chuyện này thêm một thời gian, Trương Dương mạnh mẽ đập siêu thị cát tinh của Lý Trường Phong, chuyện này trong thể chế nam thích không người nào không rõ. Trước khi Trương Dương đi tới Nam Tích, Hạ Anh Bồi đã nghe nói đến phong cách làm việc của hắn, từ khi hắn tới biểu hiện không sai lời đồn, một chủ nhiệm ủy ban thể dục cũng dám nhiều lần khiêu chiến quyền uy của bí thư thị ủy, thằng nhóc này căn bản là tự tìm xấu xí. Lúc Hà Anh bồi chính suy nghĩ chuyện này, bí thư ủy ban kỷ luật lý bồi nguyên đến, trong thị ủy Nam Tích, quan hệ của bọn họ là tốt nhất, lại là hàng xóm, bình thường hay cùng nhau về nhà. Hà Anh bồi nói, còn chưa đến lúc ra về mà. Lý Bồi Nguyên nói, tôi tới là có việc muốn hỏi ông. Hà Anh bồi gật đầu, mời Lý Bồi Nguyên ngồi xuống, sau đó lấy một gói thuốc trung hoa trong ngăn kéo ra Hạ anh bồi không hút thuốc lá nhưng lý bồi nguyên lại là một kẻ nghiện thuốc lý bồi nguyên cũng không khách khí rút ra một điếu còn lại bỏ vào trong túi của mình ngày hôm nay chúng tôi nhận được không ít thư nặc danh hòa tài liệu kiện cáo tất cả đều nhằm vào chủ nhiệm ủy ban thể dục trương dương hắn vừa mới đến nam thích ta không rõ ràng tình huống của hắn lắm cho nên mới hỏi riêng ông tình huống của hắn Hạ anh bồi nhíu nhíu mày nâng ly trà lên uống một ngụm thấp giọng nói kiện cáo hắn cái gì. Lý Bồi Nguyên nói, nói hắn lấy việc công làm việc tư, làm loạn quan hệ nam nữ, nói hắn bắt nạt người dân, ỷ thế hiếp người, cái gì cũng có, nói chung là không có lời nào tốt. Hạ Anh Bồi nở nụ cười, rất nhiều sao. Lý Bồi Nguyên nói, hôm qua không có, trong vòng một ngày hôm nay chúng tôi nhận được tin kiện cáo và tài liệu dài hơn một mét, ông nói có nhiều hay không. Ông dự định làm sao, Lý Bồi Nguyên nói, tôi không phải là đang trưng cầu ý kiến của ông sao? Cán bộ trẻ tuổi vừa đi tới Nam Tích được vài ngày, sao lại để xảy ra phản ứng lớn như vậy? Hơn nữa tất cả thư kiện cáo đều tập trung trong ngày hôm nay, tôi cảm thấy chuyện này có chút kỳ hoặc. Hạ Anh Bồi nói, có cái gì kỳ hoặc? Ngày hôm qua chuyện thành phố đi xử lý kiến trúc trái phép ông không biết sao? Lý Bồi Nguyên hút thuốc, trên mặt lộ ra một chút ý cười. Hạ Anh Bồi đối với ông bạn già có thể nói hiểu quá rõ rồi, ông ta căn bản không phải đến vì chuyện của Trương Dương, chuyện của Trương Dương chẳng qua chỉ là một cái cỡ, mục đích chân chính của Lý Bồi Nguyên là muốn cùng ông tham khảo một chút về cục diện chính trị của Nam Tích. Hạ Anh Bồi mắng, cáo già, ông muốn nói cái gì, thì cứ việc nói. Lý Bồi Nguyên phà một hơi khói thuốc lên, nói tôi luôn cảm thấy trời của Nam Tích sẽ thay đổi, một chủ nhiệm ủy ban thể dục nho nhỏ dám công khai đánh vào mặt của bí thư tư thị trường hạ luôn luôn hiền hòa bỗng nhiên biến thành gà mái lập uy, uy phong lẫm liệt đằng đằng sát khí, nam tích có phải là sắp thay đổi hướng gió? Hạ Anh Bồi nói, có liên quan sao? Lý Bồi Nguyên nói, trong thường ủy nam tích, tôi và ông tốt xấu gì cũng chiếm một ghế, sao có thể nói không liên quan? Ông rất hiểu Hạ Anh Bồi, con người của Hạ Anh Bồi thuộc phái trung lập, từ trước đến nay làm việc luôn dựa trên nguyên tắc không đắc tội với cả hai, ngoại trừ bản thân ra, với ai ông cũng đều giữ khoảng cách nhất định. Hạ Anh Bồi nói: "Từ khi Thường Lăng không rời khỏi Nam Tích, có một số việc cũng đã được chôn xuống. Tôi làm công tác tổ chức nhân sự nhiều năm như vậy, có chuyện tôi rất rõ ràng, quan trường là một thùng thuốc nổ, lúc có người châm lửa thì nó sẽ là một vụ nổ kinh thiên động địa tuyệt đối không tưởng tượng được." Lý Bồi Nguyên nói: "Tôi nhìn thế nào thì Trương Dương cũng giống một người châm lửa." Hạ Anh Bồi nở nụ cười: "Chơi với lửa có ngày phòng tay, châm lửa không phải là một chuyện tốt gì." Lý Bồi Nguyên nói, Nam Thích cũng cần cho nổ một phát. Hạ Anh Bồi cảm nhận được cái gì đó từ trong lời nói của ông bạn già, thấp giọng nói, hiện tại trên dưới toàn quốc đều đem phát triển kinh tế đặt ở vị trí thứ nhất. Ông đề sướng đấu tranh chính trị, cái này không phải là làm trái lại với quốc gia sao? Lý Bồi Nguyên nói, không đấu tranh làm sao phát triển. Cái thứ quyền lực này tập trung trên người một người cũng không phải chuyện tốt, hai năm Nam Thích ngoại trừ xây dựng ra, cả ngày đều nói là tài chính gặp trắc trở, nhưng tài chính chắc trở thị do cái gì tạo thành? Chương 543, phóng thanh và cơm trưa miễn phí 2. Hạ Anh Bồi nói, trong cuộc họp thường ủy sao ông không nói? Tôi nói có tác dụng sao? Hạ Anh Bồi trầm mặc, qua một hồi lâu mới nói, chuyện kiện cáo Trương Dương ông dự định xử lý như thế nào? Lý Bồi Nguyên nói, vậy phải xem hắn xử lý như thế nào, chuyện này tôi khẳng định sẽ không lấy ra nói nữa, nếu có chứng cứ thật sự, tôi sẽ không bỏ qua cho hắn. Hạ Anh Bồi cười cười nói, thằng nhóc này là một tên phiền phức. Lý Bồi Nguyên tràn đầy đồng cảm gật đầu, còn nhớ rõ vụ án lúc trước của Đường Hưng Sinh không? Hạ Anh Bồi đương nhiên nhớ kỹ, Đường Hưng Sinh hòa thường lăng không là hai ngon sao chính trị lớn tại Nam Tích. Nếu như Đường Hưng Sinh không phải do sự việc kia bị bại lộ, hiện tại gã ta đã thăng nhiệm lên làm Phó Sở trưởng Sở Công an tỉnh Bình Hải rồi. Tiền đồ không thể đo đếm được nữa, chính là do Trương Dương ra tay tìm được chứng cứ phạm tội của Đường Hưng Sinh mới dẫn đến đường Hưng sinh sợ tội bỏ trốn. đến nay bạt vô âm tín. Lý Bồi Nguyên nói, dám làm cái nên làm, tất có chỗ rửa. Hạ Anh Bồi chậm rãi hạ ly trà xuống, nói một câu giống như rất là bình thường. chuyện xảy ra hai ngày nay chỉ là một bắt đầu. vô luận là bây giờ hay là sau này, chúng ta cũng cần đối đãi vấn đề khách quan. Lý Bồi Nguyên nói, nói khách quan, xử lý kiến trúc trái phép trong thành phố là chuyện tốt tạo phúc cho dân chúng. Hạ Anh bồi nói, đều biết rõ hẳn là nên làm thế nào, nhưng kẻ dám đi làm thì lại cô có mấy ai. Trong phạm vi quy hoạch của trung tâm thể dục mới còn có hai tòa nhà trái phép chưa có dỡ bỏ, sở dĩ chúng nó còn nguyên là do có nguyên nhân, hai nhà đều có thủ tục chính quy, nói cách khác, không thuộc về kiến trúc trái phép. Nói cách khác bọn họ không thể cưỡng chế chấp hành giống kiến trúc trái phép khác. Trương Dương ngồi phòng làm việc ủy ban thể dục, tuy rằng hắn không có đi ra ngoài, nhưng cũng biết mình hiện nay đã trở thành nhân vật nơi đầu sóng ngọn gió. Buổi sáng có một nhóm người đi tới ủy ban thể dục gây chuyện, đa số là các ông già bà già, đứng trước cửa ủy ban thể dục mắng hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng được công an sơ tán, nghe nói bên cửa lớn tòa thị chính cũng xảy ra chuyện tương tự, còn náo nhiệt hơn ủy ban thể dục. Trương Dương từ sáng đến giờ cũng không hề rời khỏi phòng làm việc. Chuyện làm thì đã làm, hiện tại cần bình tĩnh, và đợi người khác ra chiêu, thấy rõ con đường đối phương, mình mới hóa giải tốt, có đôi khi Trương Đại Quan Nhân cũng có thể nén được tức giận. Cửa phòng bị gõ nhẹ, Trương Dương cất cao giọng nói, vào đi. Trợ lý chủ nhiệm Tiêu Điều Mẫn đi đến, trong tay còn cầm một sấp văn kiện, Trương Dương cười tủm tỉm nói, chị Tiêu, có chuyện gì? Chỉ cần không phải trường hợp đồng người, Trương Dương đều xưng hô như thế, như vậy có vẻ thân thiết. Khuôn mặt của Tiêu Điều Mẫn cũng đầy u sầu, ngày hôm nay hầu như mỗi người trong ủy ban thể dục ai cũng đều bị mắng, tiêu điều mẫn lúc đi làm, còn bị hai bà lão đẩy vài cái, tâm tình không được tốt, cô mang phần văn kiện đặt lên bàn làm việc của Trương Dương, thấp giọng nói, chủ nhiệm Trương, chuyện ngài hỏi tôi đã đã điều tra xong, hai căn nhà đều thuộc về một người, chủ nhà tên là Mạnh Sĩ Cường. Mạnh Sĩ Cường, Trương Dương nghe được tên này không khỏi ngẩn ra, hắn lập tức nghĩ tới Cục trưởng Cục xây dựng thành phố Mạnh Sĩ Sung, thằng nhãi này không có quan hệ gì với Mạnh Sĩ Sung chứ. Sự tình cũng không nằm ngoài dự liệu của Trương Dương, Câu nói kế tiếp của Tiêu Điều Mẫn đã lập tức chứng thực suy đoán của hắn, Mạnh Sĩ Cường là anh trai ruột của Cục trưởng Cục xây dựng thành phố Mạnh Sĩ Xung. Trương Dương cười nhạt một tiếng, hèn chi tôi luôn thấy ông ta không hề có nhiệt tình trong chuyện này, thì ra là như vậy a. À. Tiêu Điều Mẫn nói, căn nhà của Mạnh Sĩ Cường thủ tục hợp pháp, ông ta cũng không phải là không cho phá, chỉ yêu cầu bồi thường. Ông ta muốn bao nhiêu? Hai căn nhà đó tổng cộng là 75 mét vuông, ông ta muốn 10 triệu. Trương đại quan nhân vỗ bàn, mẹ kiếp, muốn tiền muốn đến điên rồi. Tiêu điều mẫn nghe thấy hắn chửi bậy, không khỏi mặt đỏ. Trương Dương ngượng ngùng cười cười nói, tôi quá nóng giận, sở dĩ không nhịn được. Tiêu điều mẫn lại nói, chủ nhiệm Trương, ngài đi nói chuyện với cục trưởng mạnh đi. Trương Dương nói, đúng rồi, hai căn nhà đó xây bao nhiêu năm rồi? Ba năm. Trương Dương nhíu nhíu mày, ba năm, nói cách khác lúc trung tâm thể dục mới quy hoạch, mạnh sĩ cường đúng thật là có chút biện pháp, còn có thể lấy được thủ tục hợp pháp, cái này hẳn là nhờ em của ông ta mạnh sĩ sung suốt lực không ít, hai căn nhà đổ nát đó mà muốn đòi 10 triệu, thực sự đúng là biết hết giá. Trương Dương nói, ngoài cửa lớn còn ồn ào không? Tiêu Điều Mẫn nói, công an đã đến, đuổi bọn họ đi rồi, bất quá tôi nghe nói bọn họ còn muốn trở lại. Tiêu Điều Mẫn có vẻ lo lắng, trên thực tế tất cả mọi người trong ủy ban thể dục rất ít trải qua trường hợp như vậy, mỗi người đều chịu đựng áp lực tâm lý rất lớn, chỉ có Trương Dương là ngoại lệ, làm người khởi sướng chuyện này, mà thằng nhãi này lại làm như không có việc gì vậy. Trương Dương đến cục xây dựng thành phố có gọi tang kim đường đi chung, trong lòng tang kim đường rất không muốn, nhưng ai kêu ông là là chức phó, Trương Dương gọi ông ông lại không thể không đi, theo Trương Dương đi tới cục xây dựng thành phố, trên đường đi có gọi mấy cú điện thoại nhưng không có ai nghe máy, đến cửa lớn thì bị bảo vệ chặn lại, làm gì, Trương Dương hạ xuống cửa sổ xe nói, tìm cục trưởng mạnh của các người. Bảo vệ nói, cục trưởng mạnh không có ở đây. Trương Dương chuyển hướng Tang Kim Đường nói, hắn nói mạnh sĩ Sung không có ở đây. Tang Kim Đường nói, không có thì thôi, chúng ta trở về. Ông ta đúng là biết cách nói chuyện. Trương Dương nhếch môi cười cười, nói ông rồi mà ông không tin, lần trước đến không có, lần này đến cũng không có, sao thị trưởng hạ vừa tìm ông ta là có thể tìm được? Chúng ta đến tìm thì ông ta lại không có mặt. Tang Kim Đường nói, có thể là không ở đây thật. Từ lời nói của ông ta có thể nghe ra, ông ta cũng không phải kiên quyết như vậy. Trương Dương nói, tôi thấy ông ta đang trốn chúng ta. Tang Kim Đường cười đến nỗi có chút bất đắc dĩ, loại chuyện này nhìn được rồi cần gì phải nói toạc ra làm gì, người ta không muốn thấy cậu, trốn cậu thì đã sao. Cậu có thể làm gì bây giờ? Ông thấp giọng khuyên nhủ, chúng ta trở về thôi. Trương Dương nói: "Để tôi gọi ông ta ra." Trong lòng Tang Kim Đường nói cậu có gọi thì ông ta cũng không nghe, nhưng lập tức phát hiện ra không đúng, Trương Dương cầm lấy cái loa phóng thanh, hướng về phía ngoài của sổ xe cười tủm tỉm nói: "Cục trưởng Mạnh có ở đây hay không? Cục trưởng Mạnh sĩ Sung có ở đây hay không? Ngoài cửa có người tìm." Loa phóng thanh có công năng khuếch tán âm lượng, tiếng hô của Trương Dương thông qua nó, nhất thời làm cho thanh âm của hắn được truyền ra ngoài rất lớn chương 543, phóng thanh và cơm trưa miễn phí 3. Mạnh sĩ sung lúc này đang ở phòng làm việc, sở dĩ ông ta đóng cửa từ chối tiếp khách cũng không phải nhầm vào trương dương, ông ta đang rất phiền, không muốn gặp ai cả, vừa đi làm đã dặn dò bảo vệ cửa, ai mà ngờ sát tinh trương dương này lại tìm tới cửa, dùng loa phóng thanh la hét ngoài cửa. Mạnh sĩ sung ngồi không yên, hắn tự vấn bản thân đã lăn lộn không ít năm trong quan trường, từ lâu đã tu luyện thành tinh, nhưng người như thế ông vẫn chưa từng gặp phải, nghe bên ngoài có tiếng kêu tên của hắn mạnh sĩ sung cảm giác hồn của mình sắp bị gọi ra luôn rồi hắn chịu không nổi nữa lập tức gọi điện cho bảo vệ cửa kêu bảo vệ cửa cho trương dương vào trương dương vui vẻ nói với tang kim đường thế nào tôi nói ông ta có mà tang kim đường chỉ có cười khổ hai người cùng nhau đi tới phòng làm việc của mạnh sĩ sung cửa phòng làm việc mở rộng ra mạnh sĩ sung ngồi ở sau bàn công tác mặt tái xanh rõ ràng là bị trương dương chọc giận Trương Dương cười tủm tỉm chào hỏi ông ta một tiếng, cục trưởng Mạnh, ông có mặt à, vừa rồi bảo vệ của ông ngăn cản không cho tôi vào. Mạnh Sĩ Sung nói, ngày hôm nay có dân chúng chạy đến cục xây dựng thành phố gây chuyện, cho nên tôi dặn bọn họ tăng cường quản lý, bất luận kẻ nào tìm ta đều nói không có ở đây. Cái lý do của ông ta coi như đầy đủ. Trương Dương ngồi xuống sofa, nhìn hoàn cảnh làm công của Mạnh Sĩ Sung một chút, cảm giác không tồi, từ chậu hoa đến bàn làm việc mà xem, Mạnh Sĩ Sung là một người có sinh hoạt hướng nội, bức tranh chữ trên tường đã hấp dẫn sự chú ý của Trương Dương. Bức tranh chữ này viết thương ưng chấn xí, bác kích trường không, diều hâu vỗ cánh, vật lộn trời cao. Bức tranh chữ này thoạt nhìn rất có khí phách, lừa gạt người thường hẳn là không khó, nhưng mà đối với một chuyên gia như Trương Dương mà nói, thoạt nhìn thì bức tranh chữ này có vẻ đông cứng, lại có mùi vị khoe khoang, nhìn xuống phần ký tên, người đề danh lại chính là bí thư thị ủy từ Quang Nhiên, Mạnh Sĩ Sung có thể được từ quang nhiên viết tặng lưu niệm, xem ra quan hệ hẳn là không bình thường. Tang Kim Đường theo Trương Dương tới, về mục đích đến đây ngày hôm nay thì ông không biết, nhưng mà có thể suy đoán là có liên quan đến việc xử lý những kiến trúc trái phép. Trương Dương nói, cục trưởng Mạnh, ngày hôm nay tôi đến là vô sự không đăng điện tam bảo. Trên mặt Mạnh Sĩ Sung vẫn có không ý cười, đối mặt với Trương Dương ông cười không nổi trương dương nói hành động chỉnh đốn của chúng ta ngày hôm qua rất thành công thanh trừ phần lớn kiến trúc trái phép trong phạm vi quy hoạch của trung tâm thể dục mới mạnh sĩ sung không nhịn được nói bây giờ nói thành công còn hơi sớm buổi sáng ngày hôm nay có không ít dân chúng đến tòa thị chính gây chuyện kháng nghị hành động cưỡng chế của chúng ta ngay cả cục xây dựng thành phố cũng bị không ít người chửi trương dương cười nói làm công tác bị chửi là điều bình thường chúng ta không nên coi là chuyện lớn còn có nhiều chuyện cần phải làm hơn Mạnh sĩ sung có chút chào phúng nói, chủ nhiệm trương cho rằng chúng ta nên làm tiếp sao. Trương Dương nói, đương nhiên là phải tiến hành tiếp hành động xử lý rồi. Mạnh sĩ sung cười cười, nhưng không nói gì, thái độ có vẻ rất khinh miệt. Trương Dương nói, ông có một người anh tên là Mạnh Sĩ Cường sao? Mạnh Sĩ sung nhíu mày, cậu có ý gì? Trương Đại Quan Nhân vẫn làm vẻ mặt cười, Mạnh Sĩ Cường có hai căn nhà trong phạm vi quy hoạch của Trung tâm Thể dục mới, ông biết không? mạnh sĩ sung nói chuyện của đại ca tôi tôi cũng không hỏi đến chuyện này tôi không rõ ràng lắm trương dương nói vậy bây giờ ông đã biết hai căn nhà đó làm ảnh hưởng đến việc xây dựng trung tâm thể dục mới tôi tới tìm ông chính là vì chuyện này cục trưởng mạnh công tác của đại ca ông giao cho ông làm mạnh sĩ sung nói được để tôi gọi điện cho anh ấy trước mặt trương dương ông ta quả nhiên gọi điện cho mạnh sĩ cường nói về chuyện của trung tâm thể dục mới Mạnh sĩ sung cúp điện thoại nói, chủ nhiệm trương, đại ca của ta nói nhà của anh ấy không phải là kiến trúc trái phép, thủ tục đầy đủ hết. Trương Dương trong lòng thầm mắng, chó mà cố làm ra vẻ, nếu như không có thủ tục, tôi đã sớm cho đập hai căn nhà ấy rồi. Trương Dương mỉm cười nói, thủ tục đầy đủ hết cũng phải hủy, dù sao nhà của ông ấy nằm trong phạm vi quy hoạch của trung tâm thể dục mới, ảnh hưởng đến xây dựng chỉnh thế, chúng tôi sẽ có bồi thường tương ứng. Mạnh sĩ sung nói, tôi đưa số điện thoại của anh ấy cho cậu, chuyện cụ thể các người nói nha chủ nhiệm trương chuyện này rất mẫn cảm tôi là người thân thực sự không thích hợp nhúng tay lời nói của mạnh sĩ sung cũng coi như là hợp tình hợp lý trương dương cười nói hay là ông gọi ông ấy đến đây đi chúng tôi bàn luôn công trình trung tâm thể dục mới không thể làm lỡ mạnh sĩ sung nói anh ấy rất bận để hôm nào đi trương dương lắc đầu nói ngày hôm nay đi tôi làm việc không thích kéo dài bây giờ những kiến trúc trái phép trong phạm vi quy hoạch của trung tâm thể dục mới trên cơ bản đều dỡ bỏ rồi. Hai căn nhà của đại ca ông rất chói mắt, cục trưởng Mạnh cũng không muốn người ta sầm xì đúng không? Mạnh sĩ sung nhíu nhíu mày, chủ nhiệm trương, tuy rằng anh ấy là đại ca của tôi, nhưng chuyện của anh ấy không liên quan đến tôi. Trương Dương cười nói, không ai nói là chuyện này liên quan đến ông cả, ông là cục trưởng cục xây dựng thành phố, lại là một trong những người phụ trách của tổ công tác liên hợp chúng ta, ông cần phải làm gương mẫu, bây giờ mời đại ca của ông tới, chúng ta cùng nhau nói chuyện, tranh thủ trong ngày hôm nay giải quyết chuyện này cho xong. Mạnh sĩ sung có chút bất đắc dĩ, thằng nhãi này ngày hôm nay rốt cuộc là muốn nhìn thẳng vào mình rồi, có ý định chết cũng không tha, xem tình hình nếu ông không gọi đại ca đến, Trương Dương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mạnh sĩ sung nhìn tang kim đường một chút, trông cậy ông ta nói vài lời, chỉ là tang kim đường cũng nói một câu, hay là cứ gọi mạnh sĩ cường tới, dù sao thì chuyện này sớm muộn gì cũng đều phải giải quyết giải quyết sớm một chút cũng tốt mạnh sĩ sung nhìn một chút thời gian nói đã là buổi trưa rồi trương dương cười nói không sao cả chúng tôi với ông đi ăn nếm thử thứ ăn của bên cục xây dựng thành phố thế nào đã nói mức này mạnh sĩ sung không có đường lui ông chỉ có thể gọi điện cho đại ca kêu đại ca dành thời gian đến cục xây dựng thành phố một chuyến nguyên nhân cũng nói cho đại ca biết buổi trưa cùng ngày Mạnh Sĩ Sung chuẩn bị một bàn cơm ngay nhà ăn của Cục Xây Dựng Thành Phố, mời Trương Dương và Tan Kim Đường. Trương Dương đề nghị gọi cả Cục Trưởng Hoắc Đình Sơn của Cục Quy Hoạch đến. Mạnh Sĩ Sung ý thức được thằng nhóc này có thể ôm mục đích gì đó. Ông không muốn gọi cú điện thoại này, chỉ là Trương Dương đã gọi điện thoại mời Hoác Đình Sơn đến luôn. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 543, Phóng Thanh và Cơm Trưa Miễn Phí 4 Bởi vì thể chế Nam Tích có quy định, buổi trưa ra lệnh cấm rượu, cho nên mạnh sĩ sung cũng không có chuẩn bị rượu, lấy hai bình tuyết bích. Hoắc Đình Sơn vừa nhìn liền lắc đầu nói, tôi không thể uống, tôi bị bệnh tiểu đường. Trương Dương đến đây cũng không phải để uống rượu, hắn cười nói, vậy ăn cơm thôi, chúng ta vừa ăn vừa chờ. Hoắc Đình Sơn còn không biết là phải đợi ai, có chút kinh ngạc nói, chờ ai vậy? Trương Dương nói, đại ca của cục trưởng mạnh sĩ cường của chúng ta. Hoác Đình Sơn lập tức rõ ràng đầu đuôi của chuyện này, lúc đầu mạnh sĩ cường cất nhà, ông còn giúp một tay mà, vừa nghĩ đến chuyện đó, Hoác Đình Sơn liền có chút hối hận, mình không nên tới, bữa cơm này cũng không dễ ăn. Mạnh sĩ sung đoan khui tuyết bích ra, nói, mọi người đến, tôi cũng không có chuẩn bị, có chỗ nào không chu toàn mong rằng có thể bỏ qua. Tang Kim Đường cười nói, cục trưởng mạnh quá khách khí, bữa trưa như vậy đã rất phong phú rồi mạnh sĩ sung nói không thể so với cơm nước bên ủy ban thể dục của các người được trương dương cười nói cục trưởng mạnh đang nói tôi à như vậy đi cuối tuần này mọi người dành chút thời gian tôi thu xếp cho các vị lãnh đạo trong tổ công tác liên hợp chúng ta đến ăn một bữa tại nhà ăn của ủy ban thể dục chúng tôi mạnh sĩ sung vội vàng lắc đầu nói không cần mọi người làm việc là chính ăn uống là phụ trương dương nói thành phố đã nói rồi hai cái đều phải làm hai tay đều phải cứng công tác không thể làm lỡ uống rượu được, một cán bộ đảng tốt thì đầu tiên phải vượt qua chiến trường công, vượt qua sự khảo nghiệm của rượu. Người trên bàn nở nụ cười, đừng thấy bên ngoài tỏ ra vui vẻ hòa thuận, thật ra trong lòng mỗi người đều ôm suy nghĩ riêng, tâm tư của mạnh sĩ sung là nặng nhất. Ông cho rằng ngày hôm nay Trương Dương đến cục xây dựng thành phố có tràn ngập ý tứ bức cung, hắn muốn dỡ bỏ hai căn nhà của đại ca. Hoặc Đình Sơn thì tràn ngập hối hận, mình đến đây cứ như là ra pháp trường vậy, không có việc tự đi tìm việc, cái này không phải là không may sao. Tang Kim Đường thì cho rằng mình bị dẫn ra pháp trường, bây giờ ông cũng đã nghĩ thông rồi, Trương Dương cậu là chủ nhiệm ủy ban thể dục, cậu muốn gây rối thì cứ việc gây rối, cậu gọi tôi đi thì tôi cùng đi, có ăn cứ ăn, có uống cứ uống, nói chung là tôi sẽ ít nói lại. Bởi vì không uống rượu, cho nên bữa trưa tiến hành rất nhanh, chưa đầy một tiếng mà đã ăn xong, nhưng Mạnh Sĩ Cường vẫn còn chưa đến. Mạnh Sĩ sung ngáp một cái, ông ta cũng không phải là cố ý, bởi vì mỗi buổi trưa trên cơ bản ông đều ngủ một giấc cả, đến lúc này đã bắt đầu mệt mỏi dã rời. Ông cưỡng chế tinh thần, nói, đến phòng làm việc của tôi uống trà. Trương Dương nói tốt, cục trưởng mạnh, đại ca của ông chừng nào đến. Mạnh sĩ sung nói, anh ấy còn đang ở công trường, để tôi gọi điện lại cho anh ấy đã. Mọi người trở về phòng làm việc, mạnh sĩ sung gọi điện thoại cho đại ca, sau đó buông điện thoại xuống nói, thật xin lỗi, anh ấy đang trên đường đến đây, khoảng một giờ nữa mới đến. Cục trưởng Cục Quy hoạch Hoác Đình Sơn nói, tiêu rồi, chiều nay tôi còn có một cuộc họp, tôi không thể đợi cùng mọi người, thôi tôi đi trước đây. Trương Dương cười nói, Cục trưởng Hoác gấp cái gì, lúc này mới một giờ trưa mà, còn kịp. Hoác Đình Sơn một lòng muốn thoát thân, ông không muốn tiếp tục ở một chỗ như vậy nữa, nói thân là lãnh đạo thì phải làm gương tốt, nếu như đến muộn, không phải là để cho mọi người chê cười sao, xin lỗi, Tôi thật sự phải đi rồi." Trương Dương nói, "Cục trưởng Hoắc, ông có thể đi, nhưng mà ông có thể nói một chút, hai căn nhà này có thuộc về kiến trúc trái phép hay không?" Hoắc Đình Sơn cười nói, "Chuyện này tôi còn chưa rõ lắm, chờ khi tôi có thời gian sẽ đi khảo sát một chút rồi điều tra tư liệu liên quan." Trương Dương nói, "Chuyện này tôi đã điều tra qua, hai căn nhà của Mạnh Sĩ Cường có thủ tục đầy đủ hết, nhưng mà lại xây dựng trong phạm vi quy hoạch của trung tâm thể dục mới." cần phải phá bỏ di rời đi, không thể làm ảnh hưởng đến chỉnh thể của trung tâm thể dục mới được. Hoác Đình Sơn giả vờ nói, có thủ tục hợp pháp à, có thủ tục hợp pháp thì không thể dựa theo phương pháp xử lý những kiến trúc trái phép được, có cục trưởng mạnh ở đây nè, mọi người ngồi xuống nói chuyện đi, tìm mọi phương án mà mọi người có thể tiếp thu là được, tôi thật sự phải đi họp rồi. Trương Dương cười nói, ông đừng vội, chuyện này không có ông đúng là không được. Hắn cầm lấy điện thoại trên bàn của mạnh sĩ sung, gọi điện thoại đến phòng làm việc của cục quy hoạch. Hoắc Đình Sơn nghe thấy âm thanh của người trong phòng làm việc cục quy hoạch, mới ý thức được là thằng nhãi này đang gọi đến chỗ làm của mình. Xin chào, nơi đây là phòng làm việc của cục quy hoạch. Cục trưởng Hoắc có đó không? Cục trưởng Hoắc không có ở đây. Buổi chiều ông ta có mặt không? Không có. Tôi là chủ nhiệm ủy ban thể dục Trương Dương, có thể nói cho tôi biết ông ta đi đâu không? Ừ buổi chiều nay cục trưởng hoác đi họp thành phố nếu như có việc thì cứ gọi cho ông ấy lúc trương dương gọi điện co cười tủm tỉm nhìn hoác đình sơn hoác đình sơn rất là phiền muộn thằng nhóc này đúng là đủ xấu xa tự nhiên nghĩ ra một chiêu thức tổn hại như vậy để vạch trần mình ông ta không biết rằng cái chiêu này của trương đại quan nhân là một trong những chiêu sở trường thường hay dùng mà thôi mạnh sĩ sung lạnh lùng nhìn trương dương ông ta tiếp xúc với trương dương tuy rằng không dài nhưng mà ý thức được đây là một thằng nhãi làm việc không lưu tình ai cũng biết rằng Hoắc Đình Sơn đang nói láo, nhưng ai cũng nên cho Hoắc Đình Sơn một chút mặt mũi, cái kiểu vạch trần trắng trợn như vậy đổi lại là ông cũng không làm được, nhưng mà Trương Dương thì không giống. Mạnh sĩ sung âm thầm suy nghĩ chuyện của đại ca, ngày hôm nay không biết còn xảy ra cái gì nữa, nói thế nào cũng cần phải nhắc nhở đại ca trước, cố gắng đừng phát sinh xung đột chính diện với tên nhóc này. Hoắc Đình Sơn bị Trương Dương vạch trần lời nói dối ngay trước mặt, nhưng không có biểu hiện ra vẻ xấu hổ túng quẫn nào cả, ông cười ha hà nói chủ nhiệm trương không tin tôi hoài nghi tất cả tôi có học thật trở về tôi kêu bọn họ đi họp để cho bọn họ biết lãnh đạo không thể bán đứng đơn giản như vậy mọi người cùng nở nụ cười mạnh sĩ cường bước vào trong phòng làm việc dưới tiếng cười của bọn họ ông ta là anh trai ruột của mạnh sĩ sung cũng làm kiến trúc có một em trai làm cục trưởng cục xây dựng thành phố đương nhiên là gần núi ăn núi gần sông ăn sông rồi mạnh sĩ cường rất quen thuộc với hoắc đình sơn tang kim đường sau khi ông ta vào cửa liền chào hỏi với hai người bọn họ một tiếng, ông ta lần đầu tiên nhìn thấy Trương Dương, nhưng mà trong điện thoại em trai có nhắc đến cho ông biết, cho nên rất nhiệt tình vươn tay ra chủ nhiệm Trương à, ngưỡng ngộ đã lâu, ngưỡng ngộ đã lâu. Trương 544, tin hay không một. Trương Dương cũng rất khách khí bắt tay với ông ta, đánh người cũng không đánh người đang cười, chuyện ngày hôm nay nên tranh thủ giải quyết hòa bình. Mạnh sĩ sung cười nói, đại ca ngày hôm nay cũng không có người ngoài anh cũng đừng khẩn trương mạnh sĩ cường cười ngồi xuống ghế sofa bên cạnh hót đình sơn ông trực tiếp nói các người gọi tôi đến là vì hai căn nhà ở công trường trung tâm thể dục mới sao trương dương gật đầu làm rõ mọi chuyện cũng rất tốt hắn mỉm cười nói quản lý mạnh quả nhiên có dự kiến trước mạnh sĩ cường nói cái cũng không khó đoán chuyện xử lý kiến trúc trái phép oanh oanh liệt liệt như thế người lớn trẻ nhỏ tất cả đều biết ta chỉ làm buôn bán cái bình thường quan tâm nhất chính là tin tức, hơn nữa hai căn nhà của tôi nằm trong phạm vi phá bỏ và di rời mà. Trương đại quan nhân thích nói chuyện với người thông minh, từ biểu hiện bây giờ của mạnh sĩ cường mà xem, ông ta hẳn là một người thông minh, Trương Dương nói, quản lý mạnh, nếu ông đã sảng khoái như thế, tôi cũng không cần phải quanh co, hai căn nhà của ông nằm trong trong phạm vi quy hoạch của trung tâm thể dục mới, xuất phát từ yêu cầu xây dựng công trình, chúng tôi phải dỡ bỏ hai căn nhà của ông mạnh sĩ cường nói hai căn nhà của tôi khác với những người khác tôi có đầy đủ thủ tục hết không thuộc về kiến trúc trái phép trương dương nói tôi biết cho nên mới mời đến gặp mặt nói chuyện hắn thầm nghĩ trong lòng nếu như ông không có thủ tục tôi căn bản không cần phiền phức như vậy mạnh sĩ cường nói phá bỏ và di rời đi nơi khác không có vấn đề gì nhưng các người phải cho tôi bồi thường hợp lý cục trưởng cục quy hoạch hoác đình sơn cười nói tất cả mọi người đều là người quen bồi thường đương nhiên là có, chỉ cần trong phạm vi hợp lý, chúng tôi sẽ đáp ứng. Trương Dương nói, ông muốn bao nhiêu? Mạnh sĩ Cường vươn một ngón tay nói, 10 triệu, năm ngoái một vị hương thương nhân Hồng Kông ra giá 15 triệu tôi còn chưa bán, nói thế nào thì các người cũng phải ra 10 triệu. Trương Dương còn chưa nói ni, tang kim đường ngồi một bên đã hít sâu một hơi lạnh, 10 triệu. Mạnh sĩ Cường thật đúng là biết suy nghĩ, hai căn nhà trệt đổ nát đó dựa theo chính sách tương quan tối đa cũng chỉ bồi thường bốn năm chục ngàn đồng, ông ta lại dám đòi 10 triệu, thực sự biết hết giá trên trời. Mạnh sĩ sung giữ sự im lặng, liên quan đến đại ca của ông, ông không tiện mở miệng. Trương Dương nhìn Hoác Đình Sơn một chút, lúc này Hoác Đình Sơn cũng giả bộ câm điếc, Trương Dương nói, 10 triệu nhiều lắm, chúng tôi cũng không thể làm được, nếu như đưa cho ông 10 triệu, thì hành động của thành phố sẽ không cách nào tiến hành được cục trưởng cục xây dựng thành phố mạnh sĩ sung cuối cùng cũng nói thay trương dương một câu đại ca anh cũng phải thông cảm cho chỗ khó xử của thành phố phương diện bồi thường anh suy nghĩ lại một chút đi mạnh sĩ cường nói em đã lên tiếng rồi được anh giảm một triệu chín triệu không thể giảm nữa cái này là giới hạn của anh rồi trương dương cười tủm tỉm nhìn mạnh sĩ sung nói cục trưởng mạnh ông ấy là đại ca của ông có biết về chính sách của chúng ta hay không mạnh sĩ sung có chút xấu hổ Thấp giọng nói, chuyện này tôi không thích hợp tham gia, các người nói đi. Trương Dương nói, trước khi đến đây tôi đã cho tính qua, hai căn nhà của ông, nếu như phối hợp thì có thể bồi thường cho ông 60.000 đồng. Mạnh sĩ Cường cười ha hả nói, chủ nhiệm Trương, cậu đang nói giỡn à? Trương Dương nói, không nói giỡn, nhiều nhất là 60.000, nếu như ông không tiếp nhận điều kiện của tôi, 60.000 cũng không có. Mạnh sĩ Cường thiếu chút nữa vỗ bàn quát lên chỉ là nghĩ lại đây dù sao cũng phòng làm việc của em trai, trước mặt nhiều người như vậy, ông cần cố kỵ một ít, lắc đầu nói, 60 ngàn à, không cần phải bàn nữa, 9 triệu là 9 triệu, ít hơn tôi sẽ không đập, tôi có đầy đủ thủ tục, không có gì phải sợ. Trương Dương cũng không nói nhiều, đứng lên nói với Cục trưởng Cục xây dựng thành phố Mạnh Sĩ Sung, Cục trưởng Mạnh, ông giúp tôi làm công tác tư tưởng, nhiều nhất là 60 ngàn, tôi cho ông ta nửa ngày suy nghĩ, 8 giờ sáng ngày mai nếu như không đồng ý, thì sáu chục ngàn cũng không có. Hắn nói xong xoay người đi, tang kim đường đi cùng hắn đến, thấy Trương Dương đi, ông cũng không thể ở lại, liền cười chào mọi người, theo Trương Dương đi ra cửa. Mạnh sĩ cường đợi Trương Dương rời đi rồi, mới cả giận nói, tên này sao lại cản rỡ như thế. Một chủ nhiệm ủy ban thể dục, hắn làm lãnh đạo của các người sao. Hoắc Đình Sơn cười nói, hai anh em ông tâm sự đi, tôi phải khứ họp liễu. Ông ta mong rằng mâu thuẫn đều là của người khác, mình tránh càng xa càng tốt, Trương Dương là một hỗn thế ma vương, hai anh em mạnh sĩ sung cũng không thể đắc tội. Hoắc Đình Sơn nghĩ thầm, 36 kế tẩu vi thượng sách, tôi trốn đi trước, các người cứ đấu của các người đi, lôi tôi vào làm cái dám gì. Trong phòng làm việc chỉ còn lại hai anh em mạnh sĩ cường, mạnh sĩ sung, mạnh sĩ cường mắng, hắn ta ngon đấy, dám giỡn mặt với anh. Mạnh sĩ sung thở dài nói, anh, có nghe nói chuyện siêu thị cát tinh bị đập hay không? Mạnh sĩ cường đương nhiên nghe nói, ông ta cười chẳng đáng nói, đó là do Lý Trường Phong làm không tốt, thủ tục gì cũng không có, người khác đập đi hắn cũng không nói được một câu, căn bản là yếu kém. Mạnh sĩ sung nói, cũng gần như là vậy, anh đòi 9 triệu, quả thật có chút nhiều quá. Mạnh sĩ cường nói, nhà anh xây không tốn tiền à? Làm thủ tục không tốn tiền sao? Anh biết em ở quan trường sợ liên lụy, anh không sợ, anh chỉ là một người dân, anh sợ hắn cái gì? có gan thì hắn đến đập nhà của anh đi, anh thả chó cắn chết hắn. Mạnh sĩ cường có một sở thích, thích nuôi chó, hơn nữa còn nuôi chó loại lớn, vì thế còn mở một chỗ nuôi chó, cho nên bình thường nói chuyện hù dọa là thả chó cắn chết người. Mạnh sĩ sung nói, anh suy nghĩ lại đi. Mạnh sĩ cường suy nghĩ một chút, rốt cục nói, 7 triệu, không thể ít hơn. Nếu hắn không đáp ứng, vậy để hắn đến đập, anh muốn nhìn xem hắn có bao nhiêu năng lực. Trương Dương trở lại phòng làm việc ủy ban thể dục không bao lâu, liền nhận được điện thoại của Mạnh Sĩ Sung, trong điện thoại Mạnh Sĩ Sung nói cho Trương Dương biết, đại ca của ông đã chủ động hạ thấp xuống 7 triệu, ít hơn thì ông cũng bó tay. Trương Dương trả lời cũng rất đơn giản, ông không cần cảm thấy khó xử, chuyện này không liên quan đến ông, 7 triệu, không cách nào trả được, 60 ngàn, còn giới hạn trước 8 giờ ngày mai, qua khoảng thời gian đó, một đồng cũng không trả cho Mạnh Sĩ Cường. Mạnh sĩ sung nghe hắn nói kiên quyết như vậy, trong lòng cũng không khỏi có chút tức giận, thằng nhãi này thật ngông cuồng. Trương đại quan nhân ghét nhất bị người khác áp chế mình, bây giờ mạnh sĩ cường tự cho hai căn nhà của ông ta có hợp pháp thủ tục, liền can đảm chống đối Trương Dương, nhưng không biết rằng đã chạm đến vẩy nghịch của Trương Dương. Trương Dương biết chuyện này mạnh sĩ sung cũng không có bao nhiêu tác dụng, nếu như mạnh sĩ sung có thể làm gương tốt, có thể thuyết phục được đại ca của ông ta, thì các vấn đề phá bỏ và di rời đi nơi khác hẳn là không khó giải quyết. Chỉ là theo tình huống bây giờ, Mạnh Sĩ Sung đã mặc kệ hành vi của Mạnh Sĩ Cường, còn cố gắng nhấn mạnh rằng mình không tiện tham gia, căn bản là có lý do. Chương 544, tin hay không hay. Trương đại quan nhân quyết định ra tay với Mạnh Sĩ Cường, nếu thuyết phục giáo dục vô dụng, chỉ có thể áp dụng biện pháp nghiêm phạt, lúc hắn chuẩn bị ra ngoài cửa thì nhận được một cú điện thoại bất ngờ, điện thoại do băng công chúa quan chỉ tình gọi tới. Trương Dương căn bản là không nghĩ rằng Quan Chỉ Tình sẽ chủ động gọi điện thoại cho mình, hắn vừa mừng vừa sợ nói: "Quan tiểu tỷ, cô còn ở Nam Tích sao?" Quan Chỉ Tình nói: "Ngày mốt mới trở lại." "Tìm tôi có việc?" Quan Chỉ Tình nói: "Tôi đã cẩn thận lo lắng, quyết định nhận lời làm đại sứ hình tượng của đại hội các người." Cái này đối với Trương đại quan nhân mà nói giống như là tin tức tốt nhất ngày hôm nay, hắn cố nén kích động nói: "Thật sao? Hạnh phúc tới quá đột nhiên." Ngay cả Trương Dương cũng không thể tin được. Quan Chỉ Tình nói, tôi không cần phải lừa anh, anh chuẩn bị thủ tục liên quan đi, buổi sáng ngày mai tôi có thời gian, có thể ký tên hợp đồng. Trương Dương nói, Phương Diện Thù Lao, cô hy vọng giá cả ra sao? Quan Chỉ Tình nói, thân là người của Nam Tích, vì quê hương làm ra một ít cống hiến cũng là điều nên làm, tôi không cần thù lao gì cả. Trương đại quan nhân lúc này thật sự có chút choáng váng, đột nhiên thay đổi 180 độ. Lẽ nào mình thật sự có năng lực sát gái đến như vậy sao? Ngay cả băng công chúa cũng bị phong thái của mình thuyết phục. Nhưng mà cũng may thằng nhãi này còn có chút tự hiểu lấy mình, mình hẳn là không đến mức đó đâu. Hắn ổn định lại tâm tình, nói Quan tiểu tỷ, sáng mai 9 giờ 30, chúng ta ký hợp đồng tại tòa thị chính, thế nào? Tốt, anh an bài đi, ngày mai tôi đến đúng giờ. Trương Dương nói, cô ở chỗ nào, tôi cho xe qua đón cô. Quan Chỉ Tình nói, không cần tôi tự đi qua quan chỉ tình cúp điện thoại bà chị họ tào mế lị nhịn không được nói thật sự không rõ vì sao em phải đáp ứng hắn một đồng thù lao cũng không thu em là ngôi sao thế giới làm người phát ngôn cho một đại hội tỉnh nho nhỏ này có phải là ủy khuất quá không quan chỉ tình cười thản nhiên nói yên nhiên là bạn tốt của em mã cách lệ trì lại coi em như là cháu gái ruột vậy không có bà ấy em sẽ không có thành tựu như bây giờ yên nhiên đã lên tiếng sao em có thể không hỗ trợ Tào Mễ Lị nói cái tên Trương Dương này có cái gì tốt. Vừa dã man vừa thô tục, thật không biết sở tiểu thư vì sao lại thích hắn. Quan chỉ tình thản nhiên nói, chuyện tình cảm rất khó nói, chuyện của người khác không tới lượt chúng ta hỏi đến. Trương Dương lập tức triệu tập tất cả đảng viên của Ủy ban Thể dục đến, mở một cuộc họp nhỏ, đầu tiên là đem tin tức quan chỉ tình đã đáp ứng đảm nhiệm làm đại sứ hình tượng cho đại hội tỉnh nói cho mọi người biết. Nghe xong tin tức mà Dương tuyên bố, tất cả mọi người đều cảm thấy rất là khó tin tưởng. Lúc đầu Khơ Trương Dương đưa ra yêu cầu muốn mời quan chỉ tình đảm nhiệm đại sứ hình tượng, tất cả mọi người đều nghĩ hắn đang nằm mơ, sau đó quả nhiên bị quan chỉ tình từ chối, nhưng không ngờ chuyện này thay đổi. Quan chỉ tình đột nhiên đồng ý yêu cầu của Trương Dương. Phản ứng của phần lớn người ở đây đều như nhau, Phó chủ nhiệm Lý Hồng Dương mở đầu biểu đạt thật sao? Trương Dương cười gật đầu nói thật, quan tiểu tỷ bị lòng thành của tôi làm cho cảm động, Cô ta đã đáp ứng làm đại sứ hình tượng của Đại hội tỉnh Bình Hải lần thứ 12, còn phối hợp với chúng ta làm ra một loạt công tác tuyên truyền, buổi sáng ngày mai chúng ta sẽ chính thức ký hợp đồng tại tòa thị chính. Hắn nói với Tiêu Điều Mẫn, chủ nhiệm Tiêu, phương diện hợp đồng ngày hôm nay chị phải chuẩn bị cho tốt. Tang Kim đường hỏi ra một vấn đề tương đối thực tế, cô ta muốn bao nhiêu tiền vậy? Trương Dương mỉm cười nói, một đồng cũng không muốn, lần này cô ta làm đại sứ cho đại hội hoàn toàn là nghĩa vụ. Phó chủ nhiệm Lưu Cương kích động kêu lên, cơ không ngờ quan tiểu tỷ lại có lòng yêu nước như vậy, thật sự đáng để tất cả động viên học tập. Trương Dương cười nói, tôi cũng cho rằng như vậy. Chủ nhiệm Lưu, ông liên hệ với đài truyền hình một chút, chuẩn bị đàng hoàng một chút, làm tốt công tác tuyên truyền ngày mai. Lưu Cương gật đầu liên tục. Trương Dương lại nói với Thôi Quốc Trụ, lão Thôi, ngày mai ông ở chỗ này tỏa chấn, bởi vì xử lý kiến trúc trái phép, cho nên gần đây bình thường có người đến gây chuyện cần phải liên hệ với bên công an để tăng cường trị an, bảo đảm tình hình trị an của Ủy ban thể dục gần đây phải ổn định. Quan chỉ tình đáp ứng làm đại sứ hình tượng đối với bọn họ mà nói là một đột phá rất lớn, sau đó công tác tuyên truyền cũng sẽ bởi vì sự góp mặt của quan chỉ tình mà trở nên dễ dàng rất nhiều. Trương Dương sau khi phân công xong, rời khỏi phòng họp chuẩn bị đến tòa thị chính một chuyến. Tang Kim Đường đuổi theo, chủ nhiệm Trương. Trương Dương dừng lại, cười nói, chủ nhiệm Tang có việc sao? Tang Kim Đường gật đầu nói, "Chủ nhiệm Trương, vừa rồi cục trưởng cục xây dựng thành phố cục trưởng Mạnh gọi điện thoại đến, thuyết mạnh Sĩ Cường đã đồng ý giảm 2 triệu, 7 triệu là có thể phá bỏ, ý tứ của cậu là?" Trương Dương nói, "7 triệu, kêu ông ta trực tiếp đi cướp ngân hàng đi." Tang Kim Đường cười cười nói, "Ông ta có thủ tục hợp pháp, hay là chuyện này thương lượng lại một lần nữa, tôi thấy có thể giảm xuống một chút nữa hay không?" Trương Dương nói, "Thương lượng cái gì? Rõ ràng ông ta không nói lý." Thương lượng với ông ta là cho ông ta mặt mũi rồi, nhưng ông ta không biết xấu hổ thì ông còn cho ông ta mặt mũi làm gì? Tang Kim Đường nói, thế nhưng, nếu như không đạt được ý kiến chung, Mạnh Sĩ Cường sẽ lựa chọn đối kháng và cái bị ảnh hưởng sẽ là công trình thể dục trung tâm. Trương Dương nói, lão Tang ơi là lão Tang, sao ông lại nâng cao chí khí của người khác mà diệt uy phong của mình, Mạnh Sĩ Cường thì tính là gì? Đơn giản chỉ là ỷ lại có một người em làm cục trưởng cục xây dựng thành phố. Càng là như thế này, càng là phải hiểu được nên tiến nên lùi, mặt mũi tôi đã cho hắn, chính sách tôi cũng cho ông ta, cái gì nói rõ rồi, ông cũng có mặt ở đó mà, đúng không? Tang Kim Đường có chút xấu hổ gật đầu, bây giờ ông đã rõ, vất vả nửa ngày thì ra thằng nhãi này túm mình đi theo là giúp hắn chứng kiến. Trương Dương nói, tôi cho ông ta 60 ngàn đã là nhượng bộ lớn nhất, ông ta đòi 7 triệu, ông nói cái này có phải là coi thường. Tôi đại biểu cho ai? Đại biểu cho Nam Tích đại biểu cho chính phủ, ông ta đòi 7 triệu lừa gạt chính phủ, cái chó gì thế? Ăn no rừng mơ à, lão tang, ông có tin hay không, tôi sẽ làm cho ông ta quỳ trước mặt tôi cầu tôi đập nhà ông ta đi. chương 544, tin hay không ba? Tang kim đường không tin, đánh chết ông ta cũng không tin, cho dù mạnh sĩ cường chịu đồng ý với yêu cầu phá bỏ và di rời. Nhưng nói đến chuyện phải quỳ lạy trước mặt của Trương Dương để cầu hắn đập đi, thì ông ta trăm không tin, ngàn không tin, mà triệu lần cũng không tin. Trương đại quan nhân biểu hiện ra đủ lòng tin đối với thứ này, hắn nhìn thời gian một chút, nói, không nói nữa, tôi còn phải đi đến tòa thị chính, ông có đi theo tôi không? Tang kim đường vội vã lắc đầu, đi theo hắn nhất định không có chuyện tố, tệ tuy rằng làm chung với Trương Dương không lâu, nhưng mà Tang kim đường cũng có thể nói là đã tràn đầy hiểu biết rồi, ông ta cũng không muốn đi theo Trương Dương để ra pháp trường một lần nữa đâu. Trương Dương thấy Tang kim đường tỏ vẻ không đi, không khỏi nở nụ cười lão tang hà tôi gọi ông đi theo đều là chuyện tốt hết ông thật sự không đi hà tang kim đường nói ủy ban thể dục còn có rất nhiều chuyện tôi ở lại chỗ này để xử lý công việc trương dương lắc đầu cũng không miễn cưỡng nữa chỗ hắn muốn đến là ủy ban kỷ luật thành phố trương đại quan nhân muốn đi kiện cáo bí thư ủy ban kỷ luật lý bồi nguyên lần đầu tiên tiếp xúc với trương dương thấy trương dương chủ động đến cửa suy nghĩ đầu tiên của lý bồi nguyên chính là thằng nhãi này có phải là đến thừa nhận sai lầm hay không trong lòng không khỏi thầm khen thằng nhóc này hiểu chuyện nhưng mà ông ta không ngờ rằng trương dương đến không phải là để thỉnh tội mà là đến kiện cáo trương dương cười tủm tỉm nói bí thư lý tôi là trương dương lý bồi nguyên nói tôi biết trương dương nói tôi đến để phản ánh tình huống lý bồi nguyên nói chuyện của cậu hình như không thuộc quyền tôi quản hẳn là nên đi tìm phó thị trưởng cung đi trương dương nói chuyện này không liên quan đến công tác chủ quản của tôi liên quan đến một hành vi sai trái pháp luật cho nên tôi mới đến tìm ông chỉ có ông mới có thể giải quyết vấn đề thôi lý bồi nguyên không khỏi nở nụ cười ông nói với ý tứ sâu xa cậu không đến tìm tôi thì tôi cũng đến tìm cậu có biết bây giờ có bao nhiêu người đang kiện cáo cậu không trương dương cười nói biết lúc tôi còn ở giang thành ủy ban kỷ luật còn đặc biệt thiết lập cho tôi một hòm thư chuyên dụng nạc danh và tài liệu đen mỗi ngày đều đến rất nhiều. Nhân viên công tác của Ủy ban kỷ luật đặc biệt thích tôi, thu nhập thêm của bọn họ dựa vào lượng công tác để kiếm tiền, mà tôi thì chiếm một phần lớn nhất. Lý Bồi Nguyên cười ha hả nói, vớ vẫn, ông ta phát hiện ra thằng nhóc này quả thật rất là thú vị, vốn là một chuyện rất nghiêm túc nhưng thông qua cái miệng của hắn lại trở nên dễ dàng thoải mái rất nhiều. Trương Dương mang bản vẽ quy hoạch của Trung tâm Thể dục mới ra, đặt lên trên bàn làm việc của Lý Bồi Nguyên lý bồi nguyên nói đây là cái gì bản vẽ quy hoạch của trung tâm thể dục mới lý bồi nguyên cười nói chỗ của tôi là ủy ban kỷ luật cậu rốt cuộc muốn làm cái gì trương dương nói người khác kiện tôi tôi không sợ là bởi vì bọn họ không có chứng cứ kiện tôi toàn những thứ linh tinh còn tôi đơn giản là không kiện nếu đã kiện rồi thì phải có bằng chứng bản vẽ quy hoạch này của tôi là một trong các bằng chứng đó lý bồi nguyên đã có chút hứng thú gật đầu nói cậu nói đi Trương Dương nói, bản vẽ quy hoạch này là phương án quy hoạch của trung tâm thể dục sớm nhất, ngay lúc đó cũng có văn kiện thông báo, cho đến bây giờ cũng không có văn bản nào thay đổi rõ ràng cả, cho nên nói bản vẽ quy hoạch này đã được các lãnh đạo của thị ủy nghiên cứu thông qua, có quyền uy của chính phủ. Lý Bồi Nguyên đã đoán được mục đích của Trương Dương rồi, nhất định là có liên quan đến việc chỉnh đốn những kiến trúc trái phép trong phạm vi của công trình trung tâm thể dục mới, nhưng mà ông vẫn không đoán được là Trương Dương muốn kiện ai. Trương Dương nói, quy hoạch có thể thay đổi theo tình huống thực tế, nhưng mà công trình trọng điểm của thành phố thì không thay đổi dễ dàng. Đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu, nhưng có vài cán bộ bằng mặt không bằng lòng, biểu hiện bên ngoài thì chấp hành với chính sách của thành phố, nhưng sau lưng thì lại làm trái, loại chuyện này không thuộc về ủy ban kỷ luật. Ủy ban kỷ luật không xử lý sao? Lý Bồi Nguyên nói, đương nhiên là thuộc về ủy ban kỷ luật, nhưng mà muốn thẩm tra cũng không dễ dàng như vậy. Trương Dương nói, có những lời này của bí thư Lý, tôi yên tâm rồi, ông hẳn là cũng biết gần đây chúng ta đang chỉnh đốn những kiến trúc trái phép trong phạm vi quy hoạch của trung tâm thể dục mới. Lý Bồi Nguyên nói, chuyện này tôi có nghe nói, nhưng mà hình như phạm vi chỉnh đốn của các người không chỉ có nhiêu đó. Trương Dương cười cười nói, các lãnh đạo bình thường giáo dục tôi phải làm cái tiêu biểu, chỉ có làm cái tiêu biểu thì công tác mới có thể tiến hành tốt được, cho nên tôi mới đi làm tiêu biểu đó trong lòng lý bồi nguyên nói cậu đúng là biết làm tiêu biểu thật hủy đi siêu thị của cháu trai bí thư thị ủy lá gan cũng không phải là lớn bình thường nữa không biết lần này hắn ta lại muốn kiện cáo tiêu biểu ai đây trương dương nói hành động chỉnh đốn lần này có thể nói là thuận lợi chỉ còn gặp một chút phiền phức lý bồi nguyên nói làm công tác nào có thuận buồm xuôi gió gặp phải chút phiền phức thì phải nghĩ biện pháp khắc phục trương dương nói cho nên tôi mới tìm đến ông hắn lấy ra một tấm ảnh đặt trước mặt Lý Bồi Nguyên, bí thư Lý, ông xem, trong bức ảnh này là hai căn nhà cuối cùng nằm trong phạm vi quy hoạch của trung tâm thể dục mới, vì sao cho đến bây giờ vẫn chưa bị phá rỡ, là vì có nguyên nhân, hai căn nhà này có thủ tục đầy đủ hết, chúng tôi không thể áp dụng biện pháp cưỡng chế giống như những kiến trúc trái phép khác. Lý Bồi Nguyên nói, có thể đi làm công tác tư tưởng với chủ nhà, cho người ta bồi thường thích hợp. Trương Dương nói, chủ nhà tên là Mạnh Sĩ Cường, anh trai ruột của cục trưởng cục xây dựng thành phố Mạnh Sĩ Sung. Lý Bồi Nguyên nghe thấy chuyện này bắt đầu đến khúc hấp dẫn, vùng lông mày xung quanh không khỏi nhíu lại, thì ra Trương Dương muốn kiện hai anh em Mạnh Sĩ Sung. Trương Dương nói, tôi vốn ôm mục đích giải quyết chuyện này trong hòa bình, chủ động hẹn gặp Mạnh Sĩ Cường, còn mời cục trưởng cục quy hoạch Hoác Đình Sơn, cục trưởng cục xây dựng thành phố Mạnh Sĩ Sung đến làm công tác, ông cũng biết, chúng tôi cùng một tổ công tác liên hợp mà. Lý Bồi Nguyên gật đầu, vẻ mặt của ông rất nghiêm túc, nghe rất chăm chú. Trương Dương nói, mạnh sĩ cường mở miệng ra là đòi 10 triệu, phương án bồi thường quy hoạch của chúng tôi tất cả đều phải tra trước, dựa theo chính sách của thành phố, kết hoạch với tình huống thực tế ở nơi đó, chúng tôi cùng lắm là chỉ có thể bồi thường cho ông ta 60 ngàn. Ông ta không những không đồng ý, hơn nữa thái độ còn cực kỳ xúc phạm, tôi đã kêu mạnh sĩ sung làm công tác tư tưởng với ông ta, cuối cùng mạnh sĩ sung đã cho tôi một câu trả lời thuyết phục, nói anh của ông ta đồng ý nhượng bộ, nhưng ít nhất là 7 triệu. Lý Bồi Nguyên nói, chuyện này tôi thật sự là lực bất tòng tâm, không nằm trong phạm vi quản lý của tôi. Trương Dương nói, bí thư Lý, ông còn không kiên trì hơn tôi nữa, ông cứ tiếp tục nghe tiếp đi. Lý Bồi Nguyên nở nụ cười, ông quả thật là không kiên trì lắm, nhưng mà nói chuyện phiếm với tên nhóc này cũng tương đối thú vị. Ông gật đầu nói, tôi cho cậu thêm 10 phút, nếu như cậu vẫn không đi vào chủ đề chính, chúng ta không cần phải bàn tiếp nữa. chương 544, tin hay không? 4 Trương Dương lại móc ra một phần tài liệu, đây là tư liệu tôi nhờ người lấy ra từ bên quản lý nhà đất, từ những tư liệu này có thể thấy được, mạnh sĩ Cường xây phòng vào khoảng 3 năm trước, nói cách khác, miếng đất ấy đã được chính phủ định làm nơi quy hoạch rồi, ông ta mới xây nhà, thời gian đăng ký giấy tờ nhà là vào tháng 5 của năm trước, đến bây giờ đã là một năm rưỡi, bên quản lý nhà đất có phải là không biết căn nhà của ông ta là xây dựng trái phép không vì sao còn cho ông ta đăng ký hay căn bản là biết rồi nhưng mà ngại tình cảm lúc mạnh sĩ cường xây nhà tôi không tin ông ta không biết thành phố sẽ dùng miếng đất này để quy hoạch làm trung tâm thể dục mới biết rõ thành phố sẽ quy hoạch còn đi xây nhà ông ta muốn làm gì em trai của ông ta mạnh sĩ sung là cục trưởng cục xây dựng thành phố cho dù mạnh sĩ cường không biết thì mạnh sĩ sung nhất định biết thân là một đảng viên, một cán bộ quốc gia, vì sao ông ta biết loại hành vi gây tổn hại đến lợi ích quốc gia của người thân mà lại mặc kệ không để ý đến. Lý Bồi Nguyên nghe đến đó đã hoàn toàn hiểu rõ rồi, chuyện này xét cho cùng cũng là do mạnh sĩ cường buộc bên quy hoạch phải bồi thường đến 7 triệu, cái này quả thật quá độc ác. Trương Dương cũng không hy vọng ủy ban kỷ luật can thiệp vào chuyện quy hoạch, hắn chỉ muốn nhờ ủy ban kỷ luật điều tra về chuyện giấy tờ nhà đất của mạnh sĩ cường, hắn ông ta làm xoa chiếm dụng được quyền sử dụng đất, lại thông qua cách nào để đạt được thủ tục hợp pháp chuyện này nghe thì đơn giản nhưng mà liên quan rất lớn nếu như thật sự chính thức điều tra thì phỏng chừng là ngay cả mạnh sĩ sung cũng bị liên lụy vào ủy ban kỷ luật đối với loại chuyện như vậy thì tương đối cẩn thận lý bồi nguyên nói tiểu trương tình huống mà cậu phản ánh tôi đã biết rồi như vậy đi ngày mai tôi cho điều tra chuyện này nhìn xem có chỗ nào phạm pháp hay không trương dương cười nói bí thư lý cái này cũng không giống phong cách của ông chứng cứ tôi đã mang đến rồi, chuyện này người sáng suốt nhìn vào là biết đã xảy ra chuyện gì, mạnh sĩ cường thông qua thủ đoạn không quang minh để lấy được thủ tục hợp pháp cho căn nhà. Lý Bồi Nguyên hơi tái mặt lại nói, Tiểu Trương, cậu còn muốn dạy tôi nên làm thế nào sao? Trương Dương biết mình có chút nóng vội, cười ha hả nói, không dám, không dám, bí thư Lý, chuyện của tôi đã nói xong, vậy thôi tôi về. Lý Bồi Nguyên cười nói, cậu đừng đi vội trương dương nói bí thư lý tìm tôi có việc lý bồi nguyên nói nếu cậu đã đến vậy thì tôi với cậu nói chuyện một chút có muốn nhìn xem tài liệu kiện cáo cậu hay không trương dương cười nói đều là giả cả tôi không có hứng thú nhìn lý bồi nguyên nói rất tự tin vào bản thân trương dương nói bí thư lý ông xem bây giờ đã là giờ ra về rồi hay là tôi mời ông ăn lý bồi nguyên nói sao thế muốn hối lộ tôi nghe ông nói vậy vậy thì tố chất của lão đảng viên dở thật, tôi chỉ cần dùng một viên đạn bọc đường ném ông, đường bọc bên ngoài thôi cũng đủ làm cho ông kẹt rồi, đạn pháo này nọ tôi mang trở về cất. Lý Bồi Nguyên bị lời nói dí dởm của hắn làm cho chọc cười ha hả, ông gật đầu nói tốt, tôi gọi bộ trưởng Hà đến luôn, vốn dĩ tối hôm nay tôi mời ông ta ăn, cậu đã mời, thì tôi đỡ tốn tiền. Trương Dương mời ông ta ăn chẳng qua chỉ là thuận miệng thôi, không ngờ rằng Lý Bồi Nguyên lại nghiêm túc như thế, không chỉ là tiếp thu lời mời của hắn, mà còn kêu cả bộ trưởng tổ chức Hà Anh bồi đến, mặt mũi của trương đại quan nhân cũng đủ lớn rồi, hắn cười nói, nói ra thì tôi đúng là còn thiếu bộ trưởng Hà một bữa cơm. Lý Bồi Nguyên nói, còn nửa tiếng nữa là đến giờ ra về, cậu đặt chỗ ở đâu? Trương Dương đến Nam Tích không bao lưu ớ, chỗ quen thuộc nhất chính là nhà khách của Ủy ban Thể dục, hắn lập tức nói, đến nhà khách của Ủy ban Thể dục đi. Lý Bồi Nguyên nói, tốt, vậy chỗ đó, Trương Dương nói, Bí Thư Lý, tôi còn phải đến chỗ của thị trưởng cung để báo cáo, xin đi trước, trở về tôi sẽ đến nhà khách đợi hai người. Lý Bồi Nguyên nói, gọi thị trưởng cung đến luôn đi. Trương Dương nói, tôi không nhất định có thể mời được ông ta. Lý Bồi Nguyên nói, nói là tôi mời, ông ta khẳng định sẽ đi. Phó thị trưởng cung kỳ vĩ đã bắt tay vào thu dọn bàn làm việc, mắt thấy một ngày công tác sẽ kết thúc, là lúc chuẩn bị về nhà rồi trong các phó thị trưởng thì ông là người không được trọng dụng nhất phân công quản lý công tác văn hóa thể dục không có một chút tính thực tế tất cả mọi người đều biết đại hội tỉnh là thời điểm quan trọng thân là lãnh đạo được phân công quản lý nhưng ông lại cố gắng tránh xa chuyện này mục đích chính là vì không muốn có ngày phải chịu tiếng xấu thay cho người khác cung kỳ vĩ cũng không phải là một người không dám gánh vác trách nhiệm sở dĩ ông làm ra lựa chọn như vậy cũng là bởi vì trong tay ông không có quyền lực tương ứng không phải là ông không muốn làm mà là ông không cách nào thi triển hoài bão, trong hoàn cảnh chính trị như vậy, ông chỉ có thể lựa chọn bình thường cam chịu, ông cam chịu không có nghĩa là ông muốn chịu tiếng xấu thay cho người khác, đến gánh chịu trách nhiệm thay. Trương Dương đến gặp Cung Kỳ Vĩ lúc này có thể nói là đã muộn rồi, dù sao thì Cung Kỳ Vĩ cũng là lãnh đạo phân công quản lý của hắn. Cung Kỳ Vĩ nghe thấy Trương Dương đến tìm ông, trong lòng có chút kinh ngạc, thật ra thì đây là một chuyện rất bình thường, Trương Dương đến Nam Thích đã không ít ngày rồi, mà vẫn chưa từng chủ động đến thăm ông, cái đạo lý này nói thế nào cũng không thông, về lễ tiết có vẻ chậm chạp đến đáng ngờ, chỉ là cung kỳ vĩ cũng không vì vậy mà sinh ra suy nghĩ gì cả, dù sao thì địa vị lãnh đạo của ông ta cũng như vậy, được phân công quản lý một thứ không mấy quan trọng. Trương Dương đến Nam Tích thông qua hạ bá đạt, người ta không đến gặp mình cũng là chuyện bình thường. Trương Dương đến tìm cung kỳ vĩ mục đích là muốn ông ta ngày mai tham gia vào nghi thức ký hợp đồng với quan chỉ tình. Hắn muốn làm cho chuyện này trở nên long trọng hơn một chút. Cung Kỳ Vĩ nghe nói Quan Chỉ Tình đã đáp ứng làm đại sứ hình tượng của đại hội tỉnh, cũng rất mừng rỡ, ông rất vui vẻ đáp ứng lời thỉnh cầu của Trương Dương, "Tiểu Trương, ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ, tham dự nghi thức ký hợp đồng của Quan Tiểu Tỷ." Trương Dương thấy Cung Kỳ Vĩ sảng khoái như thế, cũng vô cùng hài lòng, cười nói, "Thị trưởng Cung có thể tham dự là tốt quá rồi, cái này thể hiện ra sự coi trọng của chúng ta đối với đại hội tỉnh." Cung kỳ vĩ cười nói, tiểu trương, từ khi cậu đến Nam Tích, công tác của Ủy ban thể dục đúng là đã trở nên sinh động rất nhiều, ngay cả một quán quân thế giới như quan chỉ tình mà cậu cũng có thể mời đến, thật sự rất có bản lĩnh. Trương Dương nói, cảm ơn thị trưởng cung đã khích lệ, tôi cũng đến thừa nhận sai phạm với ông, tôi đến Nam Tích nhiều ngày như vậy, mà cũng không đến gặp ông, ông ngàn vạn lần đừng giận tôi, cho đến bây giờ cái mông của tôi còn chưa được ngồi yên, cái ghế lúc nào cũng phải vác lên trên cổ cả, rất sợ vừa đứng lên chào hỏi với ông, thì cái ghế này đã bị người ta giành mất, ngồi xuống té nhào thì xấu hổ lắm. Cung kỳ vĩ cười ha hả, ví dụ của Trương Dương quả thật rất chính xác, cung kỳ vĩ tuy rằng không tiếp xúc nhiều với hắn, nhưng mà cũng có hiểu biết về tình cảnh hiện tại của hắn, có thể nói những ngày gần đây của Trương Dương quả thật không được tốt. chương 545, lại vẽ mặt một. Cung kỳ vĩ nói, chúng ta không phải đã gặp mặt, kỳ thực cái tôi vui nhất là nhìn thấy cậu làm tốt công tác, chuyện này chỉ là việc nhỏ, tiểu trương A, gần đây cậu làm việc không tồi, làm ủy ban thể dục được vẻ vang. Trương Dương nói, thị trường cung, cũng chỉ có ngài nói như vậy, người khác đều nói ta gây chuyện cả. Cung kỳ vĩ nói, chỉ cần là muốn làm việc, phải có chuẩn bị tư tưởng bị người khác sờ cột sống, tiểu trương, cậu yên tâm, tôi sẽ toàn lực ủng hộ cho công tác của cậu. Bằng tâm mà nói, Trương Dương thật đúng là không coi phó thị trường cung kỳ vĩ này vào mắt, ông ta xếp cuối cùng trong các phó thị trưởng tại Nam Tích, căn cứ theo tin tức Trương Dương mà nghe được, lúc trước cung kỳ vĩ đã từng phụ trách ngành công nghiệp, bởi vì có mâu thuẫn với thường lăng không nên bị xa lánh, vì thế không chiếm được trọng dụng, nhưng người ta dù sao cũng là phó thị trưởng, có thể nói ra những lời nói này cũng làm cho nhượng Trương Dương có chút cảm động. Trương Dương đem chuyện đi ăn tối nay nói ra, nếu như chỉ là Trương Dương mời, cung kỳ vĩ khẳng định sẽ châm trước một chút. Chỉ là nghe thấy bí thư ủy ban kỷ luật và bộ trưởng tổ chức đều đến, ông liền gật đầu không chút do so dự, đồng thời ông cũng có cái nhìn khác đối với người thanh niên Trương Dương này, có thể mời hai vị thường ủy uống rượu, mặt mũi của tên nhóc này cũng không phải là lớn bình thường. Trương Dương dự định về ủy ban thể dục chuẩn bị, chào Cung Kỳ Vĩ một tiếng, Cung Kỳ Vĩ nói tôi với người cùng đi. Trương Dương có chút kinh ngạc, Cung Kỳ Vĩ vì sao không cùng đi với Hạ Anh Bồi và Lý Bồi Nguyên. Chỉ là trong lòng suy nghĩ một chút, Cung Kỳ Vĩ lựa chọn đi cùng mình là có đạo lý, trong trường hợp đặc thù như chính phủ thủy ủy, nhất cử nhất động của những lãnh đạo đều được quan tâm, ai đi cùng ai, ai nói chuyện với ai vài câu, ai gặp ai mà không có phản ứng, đối với người xung quanh mà nói đều đại biểu cho một tin tức nào đó, Cung Kỳ Vĩ làm như vậy là vì tránh đi hiềm. Từ Hoành Yến tương đối nhiệt tình khách khí với vị này chủ nhiệm ủy ban thể dục mới tới này, gần cuối năm rồi mà đến bây giờ chuyện nhà khách còn chưa có định ra, đã có bao nhiêu nhà dục dịch rồi, chuẩn bị cạnh tranh quyền nhận thầu với gã ta chỉ có cho người đứng đầu ủy ban thể dục chỗ tốt mới có thể thuận lợi làm tiếp. Cho nên khi Trương Dương gọi cho gã, Từ Hoành Yến lập tức chuẩn bị phòng tốt nhất, sau đó lại tự mình đi ra ngoài mua đồ ăn, sơn chân hải vì tất cả đều đủ, chỉ chờ Trương Dương đến. Từ Hoành Yến thật không ngờ lần này khách mà Trương Dương mời đến chính là Phó Thị trưởng Cung Kỳ Vĩ, càng không ngờ bí thư ủy ban kỷ luật và Bộ trưởng Tổ chức cũng tới. Từ Hoành Yến đã sinh ra một loại kính để đối với Trương Dương, đừng thấy người ta trẻ nhưng bản lĩnh rất lớn, có thể hòa mình với quan lớn, cái này không phải là năng lực bình thường. Trong trường hợp này, từ hoành yến không dám vô giúp vui, gã ra vào phòng bếp liên tục, tự mình đốc thúc đầu bếp, cần phải bảo đảm bọn họ làm ra tiêu chuẩn tốt nhất, cần phải làm cho các vị lĩnh đạo thỏa mãn. Lý Bồi Nguyên thấy trên bàn có đến 12 món ngon, không khỏi nhíu mày, tiểu trương, không dùng long trọng như thế, chúng ta chỉ có bốn người ăn, không nên lãng phí phô trương. Trong lòng Trương Dương thầm mắng từ Hoành Yến xé chuyện bé ra to, vừa rồi còn đặc biệt dặn gã không nên làm nhiều, ít mà đơn giản thôi. Trương Dương cũng hiểu tâm lý của lĩnh đạo, bạn chuẩn bị phong phú thì bọn họ ngại phô trương lãng phí, nếu như chuẩn bị khó coi, bọn họ thấy rằng bạn không tôn kính, cho nên cái chừng mực này cũng rất khó nắm bắt. Trương Dương cười nói, không nhiều đâu, chỉ cho chuẩn bị giao trộn, không kêu làm sơn hào hải vị gì cả. Hạ Anh bồi hòa lý bồi nguyên liếc mắt nhìn nhau, đều nở nụ cười, cung kỳ vĩ cũng vui vẻ, bọn họ cũng đều biết tên nhóc này đang nói dối, chỉ là không ai chỉ ra mà thôi. Trương Dương nói, các vị lính đạo yên tâm, bữa cơm ngày hôm nay là tiền túi của tôi bỏ ra, tuyệt đối không chiếm tiện nghi nhà nước. Hắn nói nghe có vẻ rất vẻ vang, chỉ là người nghe không ai xem lời nói của hắn trở thành sự thật, bỏ tiền túi ra, lạ nha. Trương Dương mở một lọ thanh giang trì cung, chai rượu này là do Lưu Kim Thành đưa tới, rượu thanh giang này còn chưa bán tại vùng Giang Nam, cho nên ca lĩnh đạo cũng rất ít uống, Trương Dương cũng không có lấy các loại rượi mau thai, rượu ngũ lương chiêu đái bọn họ, chính là sợ bọn họ nói mình phô trương lãng phí. Chai rượu 20 năm vừa mở ra, mùi thơm tỏa bốn phía, Lý Bồi Nguyên là cao thủ uống rượu trong nước, vừa ngửi thấy mùi rượu liền khen không dứt miệng, rượu ngon. Thực sự là rượu ngon. Trương Dương cười tủm tỉm rót đầy ly cho bọn họ, ứng ừ với yêu cầu của hắn, Từ Hoành Yến cũng không có an bài người phục vụ, Sở dĩ nhiệm vụ rót rượu liền rơi lên trên người hắn. Hạ Anh Bồi nâng ly rượu nói, "Nào, chúng ta cùng nhau uống một ly, cảm tạ Tiểu Trương đồng chí thịnh tình tiếp đãi." Trương Dương nói, "Các vị lãnh đạo có thể đến chỉ đạo, đã làm cho ủy ban thể dục chúng tôi cảm thấy hãnh diện, tôi cảm động còn không kịp đó." Lý Bồi Nguyên cười nói, "Cái miệng của cậu thật đúng là có thể nói." Ông ta uống một ngụm rượu, đúng là cực phẩm, mùi thơm lưu mãi, nhắm mắt tận hưởng một chút thấp giọng nói, rượu ít nhất cũng 10 năm. Trương Dương nói, 20 năm. Lý Bồi Nguyên nói, thực sự là không tồi, mùi vị không kém hơn so với rượu ngũ lương. Trương Dương cười nói, nhà máy rượu Giang Thành xuất phẩm, xưởng trưởng Lưu Kim Thành là bạn cũ của tôi, đại hội tỉnh lần này, tôi dự định để cho bọn họ đảm đương nhà tài trợ rượu uống duy nhất. Cung Kỳ Vĩ cười hỏi, tốn tiền không? Trương Dương nói, tốn tiền còn gọi là tài trợ sao? Hắn tài trợ rượu uống, chúng ta giúp đỡ quảng cáo tuyên truyền, mượn đại hội tỉnh làm quảng cáo cho bọn ho năm, bọn họ kiếm cũng không ít đâu. Mọi người đều nở nụ cười. Hạ Anh Bồi nói, Tiểu Trương đi tới Ủy ban Thể dục lúc, Ủy ban Thể dục lập tức trở nên sống động bừng bừng, thị trường cung mạnh thì dưới tay đúng là không có linh yếu kém. Cung Kỳ Vĩ nghe thấy thế không khỏi có chút thẹn thùng, ông thừa nhận Trương Dương cũng không phải là linh yếu kém, nhưng bản thân thì không dám sương mạnh. Cung Kỳ Vĩ nói: "Tôi vẫn luôn mong rằng cán bộ trẻ tuổi chúng ta sẽ có nhiệt huyết có sức sống còn muốn can đảm, bây giờ cuối cùng cũng có một người như vậy, Tiểu Trương, sau đó nhất định phải làm thật tốt, tôi sẽ cố gắng ủng hộ cho cậu hết sức." Đây đã là lần thứ hai Cung Kỳ Vĩ mở miệng biểu thị trong một ngày. Hạ Anh Bồi cười nói: "Trương Dương, có nghe hay không, sau này cứ yên tâm làm việc, xảy ra chuyện gì cũng có thị trưởng Cung chống cho cậu." Chương 545, lại vẽ mặt hai Hạ Anh Bồi cười nói: "Trương Dương, có nghe hay không, sau này cứ yên tâm làm việc, xảy ra chuyện gì cũng có thị trưởng cung chống cho cậu." Lý Bồi Nguyên cũng mỉm cười gật đầu. Cung Kỳ Vĩ làm sao có thể không nghe ra hai vị lão tướng chính đàn muốn đưa mình lên cao, chính là muốn khó leo xuống, sau này nếu Trương Dương thật sự gây ra chuyện gì, chỉ sợ là mình cũng phải chịu trách nhiệm liên quan, nhưng mà biểu hiện của Cung Kỳ Vĩ cũng tương đối sảng khoái, gật đầu nói chỉ cần là có lợi cho Nam Thích chúng ta phát triển tôi sẽ ủng hộ. Lý Bồi Nguyên nói, chúng tôi cũng sẽ ủng hộ, hy vọng thấy những người trẻ tuổi như cậu làm nên đại sự. Trương Dương nâng ly rượu lên, đầu tiên là kính cung kỳ vĩ, người ta là lãnh đạo trực tiếp của mình, đến một trình độ nào đó, thì cũng đều phải kính hai ly, tử lượng của cung kỳ vĩ cũng không tồi, rất sảng khoái uống hết. Trương Dương mượn ly kính Lý Bồi Nguyên, lúc kính rượu cười nói, bí thư Lý, tình huống tôi phản ánh cho ông nên nhanh chóng giải quyết giúp tôi, nếu không sẽ làm làm lỡ tiến độ thi công. Lý Bồi Nguyên cười nói, tôi đã phái người đi điều tra tình huống liễu, chuyện này có hy vọng, nhưng cậu cũng đừng ôm hy vọng lớn. Lý Bồi Nguyên dù sao cũng là lão tướng chính đàn, lúc Trương Dương tìm đến ông, ông đã nhìn ra mục đích thật của Trương Dương chính là muốn ép mạnh sĩ cường đập nhà đi, cũng không có ý đuổi cùng giết tận hai anh em mạnh sĩ sung. Nếu thật sự muốn điều tra một cán bộ cấp chính sử thì sẽ liên quan đến rất nhiều mặt, Lý Bồi Nguyên không thể bởi vì cử chứng của Trương Dương mà gióng chống khua chiêng tiến hành điều tra. Tại ông thấy, hành vi trái phép là khẳng định rồi, nhưng nếu thật sự muốn điều tra triệt đề. Chẳng biết sẽ liên lụy bao nhiêu người, có sai phạm, cũng không phải sai phạm lớn gì, chỉ cần để cho người ta biết lợi hại là được. Cung kỳ vĩ nghe được như lọt vào trong sương mù, hắn không biết Trương Dương cầu Lý Bồi Nguyên chuyện gì, tuy rằng cùng tồn tại một bàn, hắn cũng không hảo vấn, dù sao hắn hỏa Lý Bồi Nguyên quan hệ không tới na phân thượng trương dương quay sang kính rượu hà anh bồi hắn cười nói bộ trưởng hà ly rượu này là tôi thiếu ông nói là mời ông nhưng công việc quá nhiều kéo dài đến bây giờ hà anh bồi nói cậu có lòng là được không cần phải mời khách trương dương nói nói được là phải làm được bộ trưởng hà là ông dẫn tôi đến ủy ban thể dục theo thời cổ đại ông là ân sư của tôi tôi là môn sinh của ông hà anh bồi nghe thấy có chút không đúng ông cười nói tôi sao có thể làm ân sư của cậu ân sư của cậu là thị trưởng hạ, là ông ta đem cậu đến Nam Tích tới, tôi chỉ là phụ trách tuyên trì. Môn sinh nguy hiểm như vậy ông cũng không dám nhận. Lý Bồi Nguyên cười nói, phụ trách tuyên trì không phải là thái giám. Hạ Anh Bồi cười mắng, ông mới là thái giám đó. Cũng chỉ có hai người bọn họ mới vui đùa như vậy. Trương Dương Hòa Cung Kỳ Vĩ tuy rằng nghe thấy thú vị, nhưng không ai dám cười. Trương Dương từ chuyện này đã nhìn ra Hà Anh Bồi và Lý Bồi Nguyên có quan hệ không bình thường. Lúc này món mặn đã lên, món thứ nhất thái thịt kho tàu, các vị lãnh đạo này tuy rằng phản đối phô trương lãng phí, nhưng ai cũng mắc bệnh hình thức cả, đồ ăn đã làm tốt rồi, không ăn cũng là một loại lãng phí. Khi Trương Dương kính rượu Hà Anh Bồi, bệnh cũng lại tái phát, Bộ trưởng Hà, vậy cấp chính sử của tôi khi nào thì có thể phê xuống tới? Hà Anh Bồi nghe hắn đã hỏi tới điểm này, bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên đặc biệt dặn dò phải áp chế, mình cũng không thể hứa hẹn cái gì cả. Hạ Anh Bồi có vẻ từ chối trả lời, ông mỉm cười nói cái gì mà phê hay không phê, vốn là chuyện đương nhiên rồi. Trương Dương nói, như vậy là không thành vấn đề. Hạ Anh Bồi nói, đương nhiên không thành vấn đề. Trương Dương vui mừng nói, vậy, khi nào thì mới chính thức gửi công văn đi. Hạ Anh Bồi uống xong buông ly rượu xuống, nói tiểu Trương à, không nên nóng ruột, cậu cũng biết, gần nhất có không ít việc nhầm vào cậu, nếu như gửi đi vào lúc này, Người khác còn không biết sẽ nói cái gì, dù sao thì cũng đã quyết định rồi, sớm một ngày hay muộn một ngày cũng như nhau, nói chung cậu yên tâm, cấp chính sử của cậu cứ giao cho tôi. Lời nói của Hà Anh Bồi nghe thì có vẻ rất đáng tin, nhưng cẩn thận nghĩ lại, những lời này căn bản là nói qua loa, cái gì mà sớm hay muộn. Lý Bồi Nguyên và Cung Kỳ Vĩ đều là cao thủ chính đàn, vừa nghe liền rõ ràng liễu, khẳng định là Hà Anh Bồi gặp phải chuyện gì không thể kháng cự, cho nên tạm thời đè chuyện cấp chính sử của Trương Dương xuống. Nhưng Trương Dương thì bị gạt thật, gần nhất hắn đã gây ra không ít chuyện, người người oán trách, Hạ Anh Bồi nói cũng có chút đạo lý. Lý Bồi Nguyên và Cung Kỳ Vĩ uống một ly rượu, Lý Bồi Nguyên nói: "Thị trưởng Cung, đại hội tỉnh khai mạc vào năm sau, trọng trách trên vai ông rất nặng." Cung Kỳ Vĩ mỉm cười nói: "Có Trương Dương chịu trách nhiệm, vào thời điểm quan trọng tôi chỉ cần bắt tay là được." Trương Dương nói: "Thị trưởng Cung, một mình tôi không thể làm nên chuyện, vào thời điểm quan trọng, cần ông giúp đỡ tôi." Cung kỳ vĩ rất sảng khoái đáp, chỉ cần có thể giúp, tôi sẽ không từ chối. Bàn rượu của những lãnh đạo này cũng không kéo dài lâu, sau 2 giờ, Lý Bồi Nguyên liền đứng dậy cáo từ, Hạ Anh Bồi đi cùng ông ta, Trương Dương tiến hai người lên xe, lại đưa cho mỗi người một chai rượu thanh giang, các lãnh đạo cũng không từ chối việc tặng rượu hay tặng thuốc. Lúc ô tô khởi động, Lý Bồi Nguyên quay đầu lại nhìn một chút, Trương Dương và Cung Kỳ Vĩ vẫn còn đứng tại của nhà khách hạ anh bồi cảm thán nói đồng chí kỳ vĩ có suy nghĩ riêng lý bồi nguyên cười nói còn nhớ lỗ tấn tiên sinh nói qua một câu nói không hạ anh bồi nhìn thoáng qua lý bồi nguyên không phát nổ trong im lặng thì sẽ chết trong im lặng hạ anh bồi nở nụ cười cùng kỳ vĩ tương đối trầm mặc trong cục diện chính trị nam tích thuộc về một đám trong thể chế im lặng chia làm hai loại một loại là không cách nào xử lý được hiện trạng một loại là ý chí to lớn tích chữ lực lượng tìm kiếm cơ hội, chờ thời cơ phát nổ, cung kỳ vĩ hẳn là thuộc về loại sau, một vị cao thủ chính trị cần có khứu giác chính trị nhạy cảm, cơ hội tới tuyệt đối không bỏ qua, bởi vì cơ hội vốn không nhiều, mất rồi khó kiếm lại được. Cung kỳ vĩ cũng không có để Trương Dương tiến, mà kêu tài xế đến đón, sau khi xe đến, Trương Dương cũng tặng một chai rượu, cung kỳ vĩ cũng không có từ chối, trước khi ông lên xe có nói với Trương Dương, có cơ hội, tôi mời đi uống rượu. Trương Dương vui vẻ gật đầu, Cung kỳ vĩ ngày hôm nay để lại cho hắn một ấn tượng khác sau, trên người vị phó thị trưởng này cũng không có nhiều kiểu cách nhà quan, tỏ vẻ không liên quan gì với chính trị cả. Trương Dương nhìn ra cung kỳ vĩ và bản thân có một điểm giống nhau, đều nghẹn một cục ở bụng, đều muốn chứng thực bản thân. Nếu như hai người đều hướng về một phương diện mà nỗ lực, như vậy thì thì bọn họ có lý do hợp tác rồi. Trương Đại Quan Nhân đã lên kế hoạch biến phó thị trưởng cung thành minh hữu của mình tại Nam Tích. So sánh với cung kỳ vĩ Hà Anh Bồi cùng Lý Bồi Nguyên làm việc đưa đẩy khéo hơn một ít, thứ thông thường nhất trong quan trường chính là người như thế, bọn họ tuy rằng có biểu hiện đối Trương Dương không tồi, nhưng thực tế cái bọn họ coi trọng nhất chính là lợi ích chính trị bản thân, muốn để cho bọn họ hết sức ủng hộ mình, hầu như là chuyện không có khả năng từ lời nói tối nay của Lý Bồi Nguyên và Hà Anh Bồi, Trương Dương nhiều ít gì cũng có thể nhìn ra một ít mánh khóe. Hai người đều là cao thủ chính trị, muốn bọn họ đứng về một bên, phải biểu hiện ra đủ thực lực chương 545, lại vẽ mặt ba. Buổi sáng ngày hôm sau, Trương Dương đã đi đến tòa thị chính từ rất sớm, buổi chiều ngày hôm qua sau khi giao cho tiêu điều mẫn phụ trách chỗ này, bố trí hội trường, dùng làm nơi để họp báo, giới truyền thông khắp nơi cũng đã mỏ đến, chuẩn bị đưa tin tại chỗ này, rất nhiều phóng viên tỏ vẻ không tin việc này, băng công chúa quan chỉ tình muốn đến đảm nhiệm đại sứ hình tượng cho đại hội tại Nam Thích, cái này nghe thế nào cũng có vẻ không bình thường, một quán quân thế giới, một nhân vật từng nhiều lần xuất hiện trên tạp chí lớn của thế giới. Tại sao lại coi trọng loại đại hội cấp tỉnh nho nhỏ này chứ? Chỉ là nếu Ủy ban Thể dục đã đưa ra tin tức này rồi, thì khẳng định không phải là nói lung tung. Chủ nhiệm đài truyền hình Nam Tích Hoàng Khánh tự mình mang người đến, gã ta nhìn thời gian một chút, không nhịn được quay sang hỏi phó chủ nhiệm Lưu Cương của Ủy ban Thể dục, chủ nhiệm Lưu, quan chỉ tình thật sự sẽ đến sao? Lưu Cương nói, chủ nhiệm Trương nói, tôi nghĩ hẳn là sẽ đến, gã cũng không nắm chắc lắm. Tiêu điều, điều mẫn đang làm công tác bố trí cuối cùng cho hiện trường, lúc này cô ta nhận được điện thoại của Trương Dương. Trương Dương kêu tất cả các phó chủ nhiệm của Ủy ban thể dục ra ngoài cửa, xếp thành hàng chuẩn bị hoan nghênh quan chỉ tình. Trong bất chi bất giác, Trương Dương đã thành lập quyền uy tại Ủy ban thể dục, từ khi hắn đi đến Nam Tích, đã làm cho Ủy ban thể dục của thành phố Nam Tích nắm được quyền lực rất lớn, điểm này tất cả mọi người đều không thể phủ nhận các phó chỉ nhiệm ra ngoài cửa, lúc này mới phát hiện ra, không chỉ có Trương Dương đến, mà ngay cả phó thị trưởng Cung Kỳ Vĩ cũng đã đến, bọn họ liền đi đến chào hỏi Cung Kỳ Vĩ. Trương Dương giờ đồng hồ đeo trên tay lên nhìn, đã là 9 giờ 30 rồi, lúc này ngoài cửa xuất hiện một chiếc taxi, quan chỉ tình quả nhiên là đến đúng hẹn, Trương Dương bước nhanh ra nghênh đón, mở cửa xe cho quan chỉ tình, tiêu điều mẫn đúng là có ánh mắt, đi qua một bên dành trả tiền xe tài xế taxi thấy có nhiều súng dài, súng ngắn nhắm ngay quan chỉ tình. Tiệt sáng huỳnh quang chớp tắt liên tục. Lúc này mới ý thức được mình đã chở một vị danh nhân. Ông ta không lấy tiền mà chỉ nghiêng đầu qua, lại gần bên quan chỉ tình hơn. Ông ta chính là muốn để lộ khuôn mặt nhỏ của mình lên tạp chí và TV. Quan chỉ tình mang kính dâm, tuy rằng đã có chuẩn bị đối với tình huống hiện trường, nhưng mà co ta cũng không ngờ lại long trọng như vậy. Trương Dương mở cửa xe ra, thân thiết đưa đến một bó hoa. Quan chỉ tình nhìn bó hoa này không khỏi nở nụ cười, lúc đầu ở sân bay đông Giang không nhận bó hoa của hắn, không ngờ rằng lúc này hắn ta lại tặng tiếp, cô đưa tay đón nhận bó hoa, nói một câu đầy ý tứ sâu xa, tinh thần tặng hoa của anh quả thật là kiên nhẫn. Trương Dương cười nói, bảo kiếm tặng tráng sĩ, hoa đẹp tặng giai nhân. Quan Chỉ Tình nhìn tình cảnh phía trước, nói, bố trí thật long trọng. Trương Dương nói, cần tuyên truyền thôi, cô yên tâm tôi sẽ cố gắng không làm cho truyền thông ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cô tại nam tích hai người vừa nói vừa đi về phía trước người tài xế kia rất thích náo động đi theo quan chỉ tình nhưng bị tiêu điều mẫn ngăn lại này này ông kia tiền đã đưa cho ông rồi ông còn đi theo làm gì tài xế cười nói cô ta là đại minh tinh nào thế tiêu điều, điều mẫn nói không liên quan đến ông liên quan đến an toàn quốc gia ông đi nhanh đi coi chừng công an bắt ông đó Tài xế dừng chân lại, nhưng vẫn làm ra vẻ lưu luyến không rời, "Buổi tối có phát tin tức không?" Trương Dương dẫn quan chỉ tình đi đến hướng của phòng họp, phó thị trưởng Cung Kỳ Vĩ đứng trước cửa chờ, thấy quan chỉ tình đến, Cung Kỳ Vĩ cũng chủ động đến chào, mỉm cười vươn tay ra quan tiểu tỷ, "Hoan nghênh cô đến." Trương Dương đã thấp giọng nói thân phận của Cung Kỳ Vĩ cho quan chỉ tình nghe, quan chỉ tình mỉm cười nói, "Thị trưởng đại nhân tự mình đến nghênh tiếp." tôi rất vinh hạnh, quán quân thế giới đúng là quán quân thế giới, mỗi cái nhấc tay thôi cũng toát ra phong phạm của một ngôi sao. Đám phóng viên truyền thông của Nam Tích lúc này đã tận mắt nhìn thấy được sự thật, máy ảnh máy quay trong tay bắt đầu hoạt động, vây bắt lấy quan chỉ tình mà quay chụp không thôi, bởi vì Trương Dương đã quy định trước, trước khi chính thức ký hợp đồng, các phóng viên không được phép hỏi, sau khi nghi thức ký hợp đồng chấm dứt thì sẽ an bài một cuộc họp báo phóng viên, ngày hôm nay các phóng viên cũng rất nghiêm chỉnh biểu hiện cũng tương đối phối hợp, hiện trường tuy rằng có đông phóng viên, nhưng mà rất trật tự. Cung kỳ vĩ nói, quan tiểu tỷ có thể đảm nhiệm đại sứ hình tượng cho đại hội tỉnh chúng ta, có tác dụng thúc đẩy lực ảnh hưởng của đại hội chúng ta, giấy lên cao trào vận động cho toàn dân. Quan chỉ tình cười nói, thị trường cung, năng lực cá nhân của tôi dù sao cũng có hạn, tuy rằng tôi ở nước Mỹ, nhưng mà gốc rễ tại Nam Tích, vì sự phát triển của Nam Tích mà cống hiến một phần sức lực cũng là bổn phận của tôi. Câu trả lời của cô ta vô cùng khéo léo, Thật ra thì quan chỉ tình không thích loại cảnh tượng có mùi vị chính trị quá đậm như vậy, chỉ là nếu đã đáp ứng rồi, làm đại sứ hình tượng cho đại hội tình, thì phải làm cho tốt. Sau khi mọi người ngồi xuống, đầu tiên là do Phó Thị trưởng Cung Kỳ Vĩ đại biểu cho Chính phủ Thụy ủy Nam Tích hoan nghênh quan chỉ tình, biểu lộ vẻ cảm tả về việc quan chỉ tình đáp ứng làm đại sứ hình tượng cho đại hội tình. Sau đó quan chỉ tình nói chuyện, quan chỉ tình nói rất đơn giản, Cô mỉm cười nói, tôi mong rằng thông qua nỗ lực của tôi có thể làm cho hình tượng mới của Nam Tích sẽ được truyền đi đến chỗ xa hơn, tôi là con cháu của Nam Tích, tôi sẽ tận lực vì quê nhà. Hiện trường vang lên một trận tiếng vỗ tay, vốn dĩ Tiêu Điều mẫn còn an bài cho Trương Dương nói chuyện, chỉ là Trương đại quan nhân đã từ chối, ngày hôm nay hắn không phải là nhân vật chính, hơn nữa hắn cũng nhìn ra quan chỉ tình cũng không thích loại trường hợp như vậy, mình nên rút ngắn thời gian tiến hành nghi thức thì tốt hơn. Nghi thức ký hợp đồng là do chủ nhiệm ủy ban thể dục trương dương đại biểu cho nam thích ký kết với quan chỉ tình. Quan chỉ tình nhìn lướt qua bản hợp đồng, biểu thị sự thỏa mãn và ghi số vào chỗ thù lao một con số tượng trưng, một nhân dân tệ. Các phóng viên truyền thông nghe nói lần này quan chỉ tình đi làm đại sứ hình tượng cho đại hội mà chỉ thu tượng chung một nhân dân tệ, đều thấy rất là khó tin, ở thời đại bây giờ, nhất là đối với một người Hoa Quốc tịch Mỹ như quan chỉ tình, mà lại có cảm giác lãnh đạm với tiền tài như vậy, đây là điều mà mọi người không thể tin tưởng được. Hành vi của quan chỉ tình cũng đã làm cảm động bọn họ, trong lòng rất nhiều người có nhiều suy nghĩ khác nhau, một người Hoa Quốc tịch Mỹ có thể vì sự nghiệp thể dục của quê nhà mà làm ra cống hiến lớn như vậy, bọn họ có phải là nên làm ra cái gì đó hay không? chương 545, lại vẽ mặt 4. Sau khi nghi thức ký kết qua đi, thì sẽ tổ chức họp báo phóng viên, Trương Dương để cho quan chỉ tình nghỉ ngơi 10 phút, cùng cô ta đi đến phòng nghỉ kế bên, Tiêu Điều Mẫn cũng đã cho chuẩn bị trà nước đầy đủ. Quan chỉ tình muốn một chai nước khoáng, cô ta cười giải thích với Trương Dương, tôi rất ít uống đồ uống. Trương Dương cười nói, vận động viên các người chú trọng nhất là vấn đề này, đồ uống bây giờ có pha trộn nhiều thành phần quá, nói không chừng thì có thể gây ra những ảnh hưởng xấu. Quan chỉ tình nói, thời gian chiêu đãi phóng viên không nên quá dài. Trương Dương nói, 15 phút đồng hồn, chủ yếu là hỗ trợ tuyên truyền thôi, hắn lấy một chai nước khoáng nói, người đại diện và vệ sĩ của cô sao lại không đi theo. Quan chỉ tình thản nhiên nói, bọn họ hẳn là sợ nhìn thấy anh. Trương đại quan nhân cười cười ngượng ngùng, nói, không hòa thuận à, sau này có cơ hội, tôi sẽ mời gã người Mỹ kia đi ăn. Quan chỉ tình cười nói, hẳn là anh ta sẽ sợ lắm. Sau khi nghỉ ngơi ngắn, liền dự họp một buổi chiêu đãi phóng viên, quan chỉ tình đặc biệt dặn dò Trương Dương, những phóng viên này không nên hỏi về những vấn đề cá nhân của cô, Tốt nhất là xoay quanh vấn đề hợp tác lần này, Trương Dương đã nhờ Tiêu Điều mẫn đem ý của quan chỉ tình chuyển đạt ra ngoài. Buổi chiều đãi phóng viên được định trong 15 phút, phóng viên tại hiện trường cũng hiểu quy tắc, các câu hỏi được đặt ra đều có liên quan đến đại hội tỉnh lần này, nhưng mà đến cuối cùng vẫn có một số chuyện không hài lòng xảy ra. Một phóng viên giơ tay lên, quan chỉ tình thấy người này đã giơ tay nãy giờ, hơn nữa thời gian cũng sắp hết rồi, cô cười nói, vị tiên sinh mặc đồ đen kia tên phóng viên kia đứng lên, cầm lấy micro mỉm cười nói, xin chào quan tiểu tỷ, tôi là phóng viên của Đông Nam Nhật Báo, lịch sử phấn đấu và thái độ làm người của cô tại nước Mỹ ai cũng biết cả rồi, tôi muốn hỏi một vấn đề, cha mẹ của cô vì sao lại ly di? Theo tình huống tôi được biết, lúc đầu mẹ của cô rời khỏi nước, đã từng hai lần tự sát, xin hỏi cha của cô rốt cuộc đã làm cái gì mà khiến cho ba ta thương tâm tuyệt vọng như vậy? Quan chỉ tình sừng sốt, mặt cười của cô trở nên trắng bệch trong nháy mắt, sau đó cắn cắn môi, dòng lệ trong suốt trong đôi mắt sáng không ngừng run lên, nhìn ra là cô sắp rơi lệ rồi. Cô tận lực khống chế tâm tình của mình, lạnh lùng nói, "Xin lỗi, đây là vấn đề riêng của tôi, tôi không thể trả lời." Tên phóng viên kia còn muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt nhoáng lên, Trương đại quan nhân đã vọt đến trước mặt của hắn, túm lấy cổ áo của hắn ta như diều hâu chụp gà con vậy, sau đó ném ra ngoài, tên phóng viên kia kêu thảm lên, bay ngược ra ngoài sau thân thể đập mạnh lên cửa lớn của phòng họp, phá cửa ra ngã cái rầm xuống đất. Tất cả phóng viên đều sửng sốt, đều nghe nói vị trương đại quan nhân này ra tay là ra tay, ngày hôm nay rốt cục đã được tận mắt chứng kiến. Trương Dương vỗ vỗ tay nói, còn ai có gì không? Không có gì thì buổi chiều đãi phóng viên đến đây kết thúc. Phóng viên ở hiện trường tuy rằng còn có vấn đề nhưng không dám hỏi, ai cũng thấy được kết quả của tên phóng viên ăn nói lung tung kia quan chỉ tình đứng dậy rời khỏi từ cửa nhỏ lúc này bên ngoài đã chuyển đến tiếng kêu la còn thảm hơn là thọt huyết lợn nữa tên phóng viên kia lớn tiếng kêu lên tôi là phóng viên anh dám đối đãi với tôi như vậy tôi muốn kiện tên khốn nạn này trương dương bước ra ngoài tất cả phóng viên đều ùa theo như ong vỡ tổ tên phóng viên kia đỡ lấy bức tường vất vả đứng dậy trương dương cười lạnh nói anh nói cái gì tôi muốn Thằng nhãi này nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí lẫm liệt của Trương Dương, liền không dám nói ra phần còn lại. Trương Dương vui vẻ gật đầu, sau đó quay lại nói với các phóng viên xung quanh, đưa máy quay nhắm về tôi. Không cần hắn nói, tất cả phóng viên đã đưa máy ảnh máy quay về hướng của hắn, Trương đại quan nhân đi trong phòng ra ngoài, túm lấy cổ áo của tên phóng viên này, tát trái, tát phải, lại tát trái, lại tát phải, tát cú nào cú nấy nghe bốp bốp, đánh cho hai gò má của tên phóng viên này sưng to lên sau đó lại tát một cái lên trên mặt của hắn ta rồi ném hắn xuống đất lớn tiếng nói không tuân thủ nguyên tắc sẽ có kết quả này hắn xoay người nhìn đám phóng viên truyền thông xung quanh một chút đôi mắt lóe lên sát khí đằng đằng không giận mà uy tất cả phóng viên đều cảm nhận được sát khí lạnh thấu xương trên người của trương đại quan nhân cả đám không tự chủ lui về sau một bước lúc này trương dương lại lộ ra một nụ cười sán lạn trên khuôn mặt hắn không hiểu nguyên tắc hắn chửi tôi Tại hiện trường còn vũ nhục danh dự của quan tiểu tỷ, loại phóng viên này là bài hoại trong phóng viên, người cặn bã trong cặn bã, nên viết như thế nào, mọi người tự suy nghĩ lấy, đúng rồi, ảnh chụp đánh người đừng đưa lên tin tức báo chí, ảnh hưởng không tốt, gây phiền cho tôi thì tôi sẽ đến cửa các người đòi. Trương Dương nói xong xoay người nghênh ngang rời đi, đám phóng viên này đưa mặt nhìn nhau, người nào đây trời, đánh phóng viên ngay trước mặt mọi người, còn kêu mọi người đưa máy ảnh nhắm vào hắn nhưng mà mọi người nhanh chóng hiểu rõ câu nói cuối cùng của Trương Đại Quan Nhân, quá trình phỏng vấn ngày hôm nay toàn bộ có ghi lại, ai dám đưa tin chuyện hắn đánh người, thì sợ rằng không cần bao lâu sau thì Trương Dương sẽ tìm đến cửa. Quỷ sợ kẻ ác, phóng viên là vua không ngai, cái này đúng là không giả, nhưng mà gặp phải loại nhân vật cấp số hung thần ác sát, thì đi đường vòng vẫn thỏa đáng hơn. Sở dĩ Trương Đại Quan Nhân có biểu hiện tức giận như vậy, không chỉ là do tên phóng viên kia đã đưa ra một câu hỏi không nên hỏi, mà còn có một nguyên nhân quan trọng khác, bốn chữ Đông Nam Nhật Báo đã khơi dậy thù hận cũ trong lòng Trương Đại Quan Nhân. Lúc trước khi con đường làm quan của Đỗ Thiên Giã gặp phải phiền phức lớn nhất, chính là mấy tên phóng viên của Đông Nam Nhật Báo này chắn ngang. Trương Dương còn nhớ gã phóng viên dẫn đầu tên là Lưu Hy Văn, xã trưởng của tờ báo này tên là Lý Đồng Dục. Lúc trước ở núi Thanh Thai dùng vũ khí đánh nhau, Trần Sùng Sơn vì cứu tính mạng của Đỗ Thiên Giã, cho nên đã nổ súng bắn chết Chu Hồng Vệ. Đông Nam Nhật Báo đưa tin về chuyện này, hãm hại Đỗ Thiên Giã lâm vào khốn cảnh, chuyện này đã tạo thành ấn tượng khắc sâu cho Trương Dương, cho nên nghe nói đến bốn chữ Đông Nam Nhật Báo thì hắn liền mẫn cảm, hơn nữa câu hỏi của tên phóng viên kia cũng không được tốt đẹp gì cả, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề cá nhân của quan chỉ tình, Trương Đại Quan Nhân nổi giận đánh hắn ta là chuyện bình thường. Hắn không chỉ đánh tên phóng viên này, mà còn muốn mượn chuyện này để cảnh cáo Đông Nam Nhật Báo, Lý Đồng Dục ông không phải rất ghê gớm sao. Chọc vào tôi thì cũng chỉ có chết. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 545.